giờ thì chị nghĩ rằng là có lẽ mình phải xem lại cái hành vi quan hệ tình dục của mình. Mình nếu mình cứ quan hệ tình dục như thế này ấy, thì cũng chưa biết là đến lúc nào đó mình không biết mình là sẽ là nguyên nhân hay sẽ là cái người mà mình bị lây bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục. Thứ nhất là em quan hệ tình dục với cô gái kia ấy, thì em không biết cái cô vợ của em này, kể cả cô bạn gái của em là những cái người tiền sử quan hệ tình dục của họ như thế nào, họ có quan hệ tình dục với ai khác ngoài em không. Và khi em quan hệ tình dục, chị cứ nói là em quan hệ với ba người thôi nhé, thì cái nguy cơ mà em có thể làm lây bệnh cho họ và ngược lại em có thể lây bệnh từ họ đều có thể xảy ra. Và em thì nó mới, tại vì từ giờ này nó mới bị còn trước kia em mấy nhau nó hai mấy năm rồi có làm sao đâu, tại vì lần đầu em đi em mới bị thì nó xong cái thế về nhà nó muốn lần quan hệ, em nghĩ là vợ viên nghĩa bình thường không phải là ngày hôm nay mấy lần đấy, còn thấy bạn em bị như thế, tại vì thế thì em mới hỏi chương trình xem em phải bệnh em hay bệnh bạn kia. Em hỏi thế là đúng. Và việc quan trọng đầu tiên bây giờ là bản thân em phải đi kiểm tra lại nhá. Mình sẽ đến chuyên khoa da liễu ấy, mình kiểm tra, thứ nhất là kiểm tra lại cái sùi màu gà của mình xem nó có bị tái phát hay không. Thứ hai nữa là phải xét nghiệm cái dịch sinh dục của mình để xem ngoài cái sùi màu gà mình có cái gì khác nữa hay không nhá. Và đặc biệt là trong cái quan hệ tình dục, chị vẫn muốn khuyến cáo với em là rất phải kiểm soát cái quan hệ tình dục của mình, đặc biệt những cái quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, bởi vì bản thân em cũng không biết được cái cô bạn gái kia là người như thế nào, có đúng không? Vì vậy trong thời gian này, trước mắt này, em nên cố gắng là điều chỉnh lại cái hành vi quan hệ tình dục của mình và đi kiểm tra sức khỏe của chính bản thân mình đi nhé. Giờ em hạn chế rồi, tại vì cứ một lần tại vì con này người ta cứ kêu một lần nhưng nhất em hạn chế rồi, không Đúng giờ rồi. cô đấy rồi em được tạm thời tạm dừng em không chơi nữa. Đúng. Nó vừa cả về mặt sức khỏe, vừa cả về mặt đạo đức, vừa cả về mặt gia đình, rất nhiều thứ nó sẽ ảnh hưởng tới em trong cái mối quan hệ đấy. Cô ấy bảo với em là em không có ai, em chỉ có một chồng trước kia của em ấy, cô yêu thằng bồ cô ấy 6 năm nhưng cô ấy sẽ chia tay với em là người thứ hai, mà cô bảo không có, em không có bệnh gì cả nhưng em không tin, là vì em biết là tại ai em không biết được, Đúng em hỏi rồi. những tình cho người khuyên thế này. Đúng rồi, chị cũng không phán xét cái mối quan hệ của em. Tuy nhiên thì cái việc mà nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của em là đã có. Chính vì vậy mà thứ nhất là em nên đi kiểm tra sức khỏe của chính mình nhé. Kiểm tra lại xem là sùi màu gà nó có tái phát hay không, bởi vì bản thân sùi màu gà nó là bệnh có tái phát, chứ không phải là mắc một lần rồi có miễn dịch vĩnh viễn. Thứ hai nữa là ngoài cái sùi màu gà xem mình có mắc cái bệnh gì không, đặc biệt là những cái bệnh mà liên quan tới cơ quan sinh dục của mình. Thế và trong quá trình đó thì điều chỉnh lại các cái mối quan hệ, và nếu có quan hệ tình dục với vợ thì phải dùng bao cao su ngay từ đầu, không quan hệ trực tiếp để cho cái dịch sinh dục của vợ cũng như là dịch sinh dục của mình nó tiếp xúc với nhau. Thế và trong cái quá trình như vậy thì cũng nếu được thì có thể nói vợ cũng nên đi kiểm tra nhá, đi khám phụ khoa để xem vợ có bị làm sao không. Còn nếu tốt nhất là bạn gái cũng thế, đi khám và cần thiết thì khám ở những cái cơ sở mà người ta có xét nghiệm các cái dịch sinh dục ấy. Cái cách đây chắc phải tới chục năm mà em bị em chữa ở Hải Dương ấy, thì em nên nó bị em bị gọi là nó ngứa với chảy mủ ấy, em chữa một thời gian nó khỏi khỏi xong rồi thôi, thế từ giờ đây thôi, thế giờ này em thấy em không ngứa gì cả, thì ra cứ muốn là con em bạn gái là bạn gái kiểu Đúng là rồi, viêm nhiễm. đấy. Tại vì có thể mình là người lành mang trùng, tức là mình có thể có nguyên nhân nhưng mà mình không có cái biểu hiện lâm sàng, cho nên là mình không thấy có triệu chứng gì bất thường, nhưng mình lại là người lành mang trùng, tức là mình có cái trong cơ quan sinh dục của mình nó có cái virus hoặc là cái vi khuẩn đó, thì nó cũng có thể làm lây bệnh cho người khác nhé. Thế em đi kiểm tra đi, em có thể đến phụ sản cũng được, hoặc là tốt nhất là riêng bản thân em thì em nên đến các bệnh viện da liễu. Da liễu rồi Ừ. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Chào bạn nhé. Vâng, chào anh. Chúc bạn có Vâng, một sức khỏe thật tốt. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Alo, Thanh Hóa đâu ạ? dạ Tôi đang nghe đây ạ. dạ vâng anh ơi, Rồi ạ. tôi ở Thanh Hóa mà tôi có một việc muốn nhờ chuyên gia giúp đỡ. Vâng, thế này này, tôi là có cậu em trai Vâng. là năm nay là sinh năm 70. Dạ. Vâng, thì bị tâm thần Vâng. nên là vợ là bỏ đi, Rồi. bỏ đi mấy năm nay rồi. Dạ. Vâng, mà gia đình
muốn là làm cái thủ tục ly hôn, bởi vì con trai đầu của cậu á, là cũng là muốn ly hôn. Ông vì là vợ là bỏ đi là do là vỡ nợ. Rồi. Vâng, ở nhà là cứ vay tiền lung tung rồi đi, kể cả vay tiền của xã hội đen. Rồi. Nên là người ta đến người ta đòi nợ, nên là bỏ đi. Rồi. Mấy năm nay là không biết tung tích. Rồi. Vâng. Thế có con không? Con đấy, con có hai người con. Con trai đầu là, đây là do ông bà nuôi cả. Rồi. Ông bà nuôi con trai đầu đã học xong đại học. À. Trai thứ hai đã học lớp 8. Rồi. Vâng. Mà con trai đầu thì cũng muốn là cho ly hôn vì là sợ sau này rồi mẹ lại về rồi liên quan đến nhiều vấn đề. Rồi. Vâng. Cho nên là con trai đầu cũng muốn ly hôn. Nên là tôi muốn hỏi là cái thủ tục ly hôn như thế nào ạ? Rồi, thế nhưng mà chị bảo là em trai chị, tức là bố hai đứa ý là bị thần kinh à? Vâng ạ, bị tâm thần ạ. Bị tâm thần, thế có minh mẫn không? Không ạ. Không minh mẫn thì ly hôn kiểu gì? Thì đó thì tôi muốn xem là có ly hôn được không á. Thế hồi trước ký giấy kết hôn thì ông ấy ký được không? Ngày trước thì là cũng ký được, hồi mà mới lấy vẫn đang còn minh mẫn, chuẩn bị nhưng mà vẫn ký được. Rồi, nhưng bây giờ thì có bình thường không? Không ạ, bây giờ thì lại không biết cái gì đâu. Không biết một cái gì? Vâng, cũng là nói là đồng ý thôi, mình cứ hỏi là nói là đồng ý nhưng mà cũng không biết. Thế có nhận ra con cháu anh chị em bố mẹ không? Có. À, thì cũng biết, nhưng mà vâng. Thế thì ai nuôi ông ý? Hay là ông tự đi ông làm? Bà nội cũng không tự nuôi được bản thân. Không. Có ngây ngây ngô ngô, có đập phá không? Ừ, có, nhiều lúc bỏ đi rồi nhiều lúc hung lên rồi đập phá linh tinh. Với cái trường hợp này thì tôi cũng chẳng biết là có ly hôn được không, mà ly hôn kiểu gì. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tâm sự với chị nhé. Dạ vâng ạ. Chào chị. Dạ vâng ạ. Thật ra thì cái việc mà bây giờ ly hôn cũng không giải quyết được vấn đề gì nhiều lắm. Ít nhất thì mình cũng phải thấy rằng cái cô em dâu của chị ấy cũng là một người phụ nữ thiệt thòi đi. Lấy em trai mình rồi cũng không có hạnh phúc, bất đắc dĩ lắm thì mới bỏ đi. Chứ còn bây giờ chị cũng ngót 50 tuổi, anh em mình cũng 50 rồi đúng không? Tuổi này là cái tuổi mà sắp lên ông lên bà rồi, không ai muốn phải lang bạt kỳ hồ như thế này đâu. Chẳng qua hoàn cảnh nó đưa đẩy lấy về chồng, chồng thì nó cứ như thế xong rồi vân vân. Thế thì mình làm một cái việc này đi, là bảo con trai của anh ấy cũng lớn rồi, cháu học đại học rồi. Vâng. Là suy nghĩ và cũng thương mẹ. Cháu có thông báo trên loa, trên đài, trên các phương tiện thông tin đại chúng, tìm mẹ, bảo mẹ quay trở về, nợ nần đến đâu cùng chung vai gánh sức trả. Thế chứ không lẽ là để cho ngồi nhớ đầu gấu nó bắt được mẹ rồi không trả nợ thì đến là tịch thu nhà chứ. Hiện nay là chưa ly dị nhau mà, cho nên là nhà của vợ là của chồng. Chồng vợ mà nợ thì người ta hoàn toàn có thể siết nợ nhà của ông chồng, đúng không? Chị nói thật với chuyên gia là nhà là ông bà làm cho thôi chứ còn mở về thì cũng không làm được cái gì cả. À. Mà lại cứ đi đỏ. Hồi nãy bảo sổ đỏ sổ đen đấy, đặt sổ đỏ đấy thì là sổ đỏ nhà mình nó có liên quan không? Không ạ. Vay nợ thôi đúng không, chứ không phải đặt sổ đúng không? Vâng. Ừ. Mình thì thực ra cũng một phần gì đấy mình thông cảm với cái cô chị của cô em dâu ấy. Thế rồi mình nhắc nhở các cháu thôi, mình là bác, bố cháu thì đã dại rồi thì bây giờ khuyên thôi. Con làm sao đấy, con tìm mọi cách, con bảo mẹ con về nợ nần bao nhiêu rồi chuẩn bị được tới đây thì cháu nó còn lấy vợ. Rồi cái bà mà bỏ đi ấy, còn làm bà nội về còn đám cưới con trai rồi còn bế cháu chứ. Thế thì cũng không phải một năm hai năm gì cũng sống với nhau, hai mươi mấy năm rồi cháu lớn được phần đấy cả rồi. Ly dị bây giờ không giải quyết được vấn đề gì. Cái việc thứ hai nữa là chỉ có hai người có thể viết được đơn ly hôn, một là người chồng, hai là người vợ. Không có bất cứ một người thứ ba nào được quyền ép hay đẩy hay xô người khác viết đơn ly hôn. Nếu chị viết thay là chị vi phạm pháp luật, mà con trai viết thay cũng việc không có người nào. Thế nhưng mà anh chồng thì đang là như trường hợp chị kể đấy, là gọi là không đủ hành vi dân sự đó. Vâng. Nếu mà người ta nói là đúng là anh ấy là đi chữa bệnh, hay người ta còn nói là dạng là bệnh tâm thần đấy. Vâng. Không đủ hành vi thì anh cũng không thể viết đơn được. Cho nên trong trường hợp này là thực sự là khó.
Và giá như mà bây giờ hai anh chị nó có vài tỷ chia tay nhau để còn giải quyết vấn đề là tài sản rồi là nhiều vấn đề khác thì cũng cố sẽ đi hỏi luật sư, người ta sẽ hướng dẫn cho cái cách mà nó phù hợp. Nhưng trong hoàn cảnh nhà mình thì tôi nghĩ rằng là ai cũng đều khổ cả, ông bệnh cũng không sung sướng gì, cô vợ cũng chả sung sướng gì, các cháu bây giờ mà có muốn bố mẹ bỏ nhau thật ra cũng bất đắc dĩ chứ nó cũng chẳng sung sướng gì, mẹ nó bây giờ cũng phải chẳng biết ở đâu, vân vân. Thế thì gọi nhau về mà bảo nhau mà làm mà ăn công nợ giả dần, thế rồi còn có trách nhiệm với nhau, mai kia các cháu nó lớn ấy mà nó có gia đình rồi nó lo vợ nó con của nó, cô em dâu ấy sẽ là cái người mà là cái chỗ dựa cho ông chồng đấy. Bây giờ thì còn 50 tuổi còn có người nọ người kia chứ, lúc mà nó hết người theo rồi thì cũng về nhà mà nương tựa ở nhà chứ. Mà chị thì chẳng thể nào, ông bà cũng thế, không thể nào lo cho cái cậu sinh năm 70 mãi được. Dạ. Thế thì cũng phải đẩy để cho cô, tạo con đường, mở đường cho cô về để cô còn trông coi cái chồng cô sau này, rồi làm chỗ dựa cho các cháu nữa. Mình là chị gái cũng như là bố mẹ không thể mãi mãi chăm cậu được nhá. Mình cố gắng vun vén lôi về đi, đành rằng là tức thật. Nhưng mà mẹ phải hiểu rằng là bây giờ mình cứ ngồi tức là đấy, 40 mấy tuổi đầu cặp hết với người nọ, cặp với người kia, nhưng mình cứ thử hỏi rằng là chị có sung sướng gì không. Nếu mà ra ông chồng tử tế thì ai ta cặp làm gì. Đây là người ta thôi thì một là cái số, hai là không biết làm sao mà đưa đẩy để hai người này đến với nhau. Rồi lại bệnh thật như thế. Đấy, mình thấy rằng là bây giờ 50 tuổi rồi mà vẫn còn bố mẹ phải nuôi, rồi lại còn không làm chủ được bản thân, lại còn có những hành vi đập phá, thỉnh thoảng bỏ đi lang thang, thì cứ cô vợ nào đủ nhân hậu để mà cứ ở mãi với ông chồng như thế. Chứ mình thương cô em dâu và vun vén cho các cháu đi nhá. Rồi, chị đã nghe rõ rồi chứ? Vâng, chúc cảm ơn chị. Đình chị ổn thỏa nhá. Alo, Ninh Bình đâu ạ? Em hỏi là vợ chồng em ạ, vâng, lấy nhau được 8-9 năm, vâng, không có con, sau này đi cấy được một cháu gái, rồi 21 tuổi, rồi, nhưng mà vợ em thì nó suốt ngày ngày nào nó chửi bới, rồi chửi bới ông bà, rồi chửi bới em, đấy quá quát lắm quát thôi mà em không xử lý thế nào được. Bây giờ là cứ ngày nào cũng cấy gọi nhau, em thấy buồn lắm, không biết làm sao. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em 39 tuổi ạ. 39 tuổi, thế vợ bao nhiêu tuổi? 35 tuổi ạ. Thế làm sao mà phải đi hỗ trợ sinh sản? Ý là bệnh gì? Hai vợ chồng em không có con, số sau đó đã Hà Nội cấy, mới được một cháu gái. Cấy bằng cách nào đấy? Ý là cấy, ý là em không có tinh trùng mà vợ trứng yếu, đi sinh phôi, mới cấy được một cháu gái. À, tóm lại là trứng là cũng xin của người khác, tinh trùng cũng xin của người khác, bởi vì cả hai vợ chồng là đều không có khả năng thụ thai được, đúng không? Vâng. Sau vụ ý về thì vợ hay cằn nhằn hay cãi nhau à? Hay vợ đánh chó đuổi mèo à? Nói chung là chửi lung tung. Hay là có biểu hiện của thần kinh? Cũng không phải biểu hiện thần kinh mà em không hiểu. Trước khi chưa có con thì có như thế không? Vợ em thì tính là hay nóng tính mà nó cứ như cái kiểu là nó tức lên nó chửi cho thấy ai. Tức là từ trước nay vẫn thế. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, anh chào. Rồi, em ơi, mình đang sống hai vợ chồng với cháu với ông bà hả? Vâng ạ. Cuộc sống kinh tế có khá là, có khó khăn không? Kinh tế thì cũng khó khăn anh ạ. Em làm có làm gì không? Em đi làm, trước đây em làm cơ khí, rồi sau bây giờ em đi vào làm giày da. À, tôi cũng làm công ty đúng không? Tức là vâng, cũng đi suốt, xong rồi làm ca, rồi tháng được 7-9 triệu không? Không được anh ạ. Nói chung là mấy năm em ở Hà Nội đi cấy rồi cũng không làm được gì á. À ừ đấy. Nên cũng phải mượn nhiều rồi cũng đã tốn tiền rồi xong rồi. Nhưng mà bây giờ thì đi làm như vậy vợ ở nhà. À thế vợ vợ con là mới đưa chưa được một năm đúng không? Được một năm đây. À được một năm. Thế và vợ thì trước đây cũng không làm gì và cho đến bây giờ thì nhân cái việc là đẻ con thì cũng không làm gì nữa. Vợ trước đây cũng đi làm ở trong công ty ấy. À. Thế bây giờ có định là khi nào đấy thì đi làm lại không? Em không biết nữa. Ôi, phải bàn nhau chứ, chẳng hạn như là thôi con nó độ một tuổi rồi thì để ở nhà với ông bà, mình đi làm công ty ở cái công ty gần gần để mà sáng đi tối về, làm ở trên nó cách nhà để đủ để có thể đi xe máy thôi, không có đi tỉnh khác. Thế thì bởi vì thế này là anh nghe là không ai cho được cháu, là bởi vì ông
tính bà thì già yếu 80 tuổi rồi không chồng cháu. Ồ đấy. Thật ra này này, ban nãy anh Văn anh cứ nói vui hỏi là có phải cô ấy thần kinh không, nhưng mà anh thì anh nhìn thấy cảnh cũng khổ. Một cô gái mới có 35 tuổi lấy chồng thì nói không hẳn là bất hạnh nhưng mà nó cũng chẳng vui vẻ gì, chày chật 10 năm chả có con, rồi cuối cùng cả hai bên cũng đều không có, người thì chả có tinh trùng, người thì không trứng, còn đi nhặt đi nhạnh đi cấy đi xin, thế rồi nuôi được đứa, đẻ được đứa con, xong bây giờ thì có mỗi một ông chồng đi làm tháng lại được vài triệu bạc, lại một gánh nặng 5 con người. Cứ nhìn cái cảnh ấy thôi nó cũng đã muốn mệt lắm rồi, đúng không? Thế cho nên là nếu như cô mà có cái lúc mà cô cứ điên lên, cô ấy, thực ra người nó không được thỏa mãn thì nó cáu gắt, nó bực bội thôi. Tiền thì không có, ông bà thì lẩm cẩm, chồng thì chẳng phải sáng giá để kiếm được nhiều tiền, cũng chỉ đi làm công ty, mình thì đã lại nuôi con nhỏ. Thế xong rồi ngày cũng chả làm gì, đồng ra đồng vào nó không có. Tất cả những cái đấy nó tác quá mà có chửi chó mang mèo đá thúng đụng đia thì cũng cho cô ấy thỏa mãi một tí, bởi vì cũng chỉ là do nó bức xúc ở trong người mà nó thoát ra. Nhưng mà cái thứ hai nữa chính là vợ chồng phải bàn bạc nhau, mình phải thay đổi lại cuộc sống để cho nó cải thiện lên, nó khá lên ấy. Thì người ta sẽ vui vẻ khi mà gì, vợ chồng cùng khỏe mạnh, cùng đi làm từ sáng đến tối, tháng tháng hai người cùng có lương, rồi kinh tế nó không đến nỗi quá khó khăn, con thì khỏe mạnh, vân vân. Mình cũng có thể bàn ông bà nội mà già quá thì mình thử xem là gửi nhà trẻ gần ở trong thôn, nhà trẻ công ấy, các cô trong thôn trong xã ấy, tháng chỉ có mấy trăm tiền ăn thôi, còn thì học phí nó công lập mà nó rẻ. Thế thay vì là bà vợ ở nhà trông con thì cô ấy không làm ra một tháng 8 triệu, đây chỉ gửi mất độ hơn triệu bạc tiền gửi con, thì mà đi làm ấy, con người ta nó được giải tỏa tinh thần, nó khuây khỏa, nó được giao lưu với bạn với bè, nó có người nọ người kia, nó không bí bách. Suốt bao nhiêu năm nằm viện hết ở trong Nam ngoài Bắc, xong lại đi cấy xong lại nằm lại đẻ, thì nghĩa là sau 7 năm nay cô chỉ luẩn quẩn với cái việc là tìm cách nào để có được đứa con. Cho nên là nó bí lắm đấy. Anh nghĩ rằng là việc đầu tiên thì thông cảm, thế nhưng việc thứ hai là hai vợ chồng phải ngồi nói chuyện với nhau. Anh rất là biết em cũng khổ, mà anh thì thật ra nhiều đêm cũng chả ngủ được, trời bắt tội chúng ta cũng dọn. Thôi bây giờ thế này nhá, để dự định rằng là ngoài Tết, ngoài riêng con gì, ngày xưa nhiều cô cán bộ nhà nước ấy, con đi nghỉ, người ta chỉ được nghỉ làm có 3 tháng, 4 tháng, xong rồi người ta phải đi gửi nhà trẻ cai sữa từ lúc mà 5 tháng, cô đi làm mà bầu sữa còn căng, cô còn đau đớn, người ta cũng còn phải vượt qua khó khăn được. Mình đã hoàn cảnh như thế này ở nhà ôm con một năm, hơn một năm làm gì, thế nên gửi trẻ đi nhá. Thế xong rồi hai vợ chồng đi làm đi, mỗi người một công ty cũng được, mà cùng công ty cũng được, vừa vui vẻ vừa khuây khỏa, vừa có tăng thu nhập, ít va chạm lẫn nhau. Cứ ở nhà nhiều cứ nhìn thấy nhau là nó khó chịu, tiền thì không có thì nó sẽ sinh ra cắn cấu. Nên việc là vấn đề cơ bản nhất là cải thiện cái cuộc sống tinh thần cũng như là đời sống kinh tế của vợ chồng, thì rồi dần dần nó sẽ cải thiện đi. Em phải nhớ rằng ông bà ngày một già, còn già nữa ấy, đến lúc còn lẩm cẩm ăn một chỗ, rồi vệ sinh không chủ động được ấy, còn vất vả nữa. Cho nên bây giờ mình phải xác định tinh thần dần đi nhé, chứ không là một mình em là em cũng là lao động chính mà lại cứ bị về nhà là vợ chút giận lên đầu nữa, rồi mình cũng lại phát điên phát dồ, nên còn làm ăn làm sao nhá em nhá. Rồi bạn đã nghe rõ rồi chứ? Vâng. Chúc bạn có cuộc sống gia đình hạnh phúc nhá. Chào bạn. Xin chào bạn trẻ gọi điện từ Tuyên Quang. Vâng, em xin chào chị ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì nhỉ? Vâng, chị ơi, em có một câu hỏi muốn hỏi chương trình ạ. Đó là em trước đây, em vừa mới ra trường năm vừa rồi đấy ạ. Em học năm nay em 19 tuổi ạ. Vâng. Thì trong thời gian học cấp 3 thì thực sự có một thầy giáo rất là quý em ấy. Thì thầy đấy thì cũng lập gia đình được 2 năm rồi ạ. Hiện nay thì bạn học ở đâu rồi? Dạ, em vừa mới ra trường, em vừa thi đại học xong ạ. À, bạn ra trường vừa đi thi đại học xong đúng không? Thế còn thầy giáo là thầy giáo dạy cấp 3. Vâng ạ. Vâng. Chuyên gia tâm lập Đinh Đoàn của chương trình sẽ tiếp chuyện với bạn nhé. Xin mời anh. Chào em. Em chào anh ạ. Em ơi, thầy hơn em nhiều tuổi không? Dạ, thầy hơn em 11 tuổi ạ. 11 tuổi, em có đến nhà thầy chơi, có biết hoàn cảnh vợ chồng của thầy, con cái thầy, hay là tất cả những thứ mà vợ chồng thầy không hạnh phúc, rồi con thầy thế nọ thế kia là do thầy kể? Dạ không, em cũng biết ạ, thì vợ chồng thầy ở tập thể ạ, thì em cũng biết rất là rõ về tính cách hay là về gia đình thầy hay con cái thầy kể,
Em cũng đến chơi nhà thầy rồi rất là nhiều lần rồi ạ. Thầy bày tỏ tình cảm với em khi em còn đang học ở trong trường hả? Vâng ạ, khi em học lớp 12 ạ. Mối quan hệ đã đến cái tầm cao nào rồi? Dạ thì em có nghĩa là em cũng nhận lời tình cảm của anh ấy rồi ạ. Nhưng mà bây giờ anh ấy nói rằng là chờ con anh ấy được 2 tuổi rồi anh ấy ly dị vợ ấy ạ. Thì em muốn hỏi là anh ấy hay nói là vợ chồng không hạnh phúc rồi vợ anh ấy đối xử có nghĩa là đối nhân xử thế ạ. Có nghĩa vợ anh không tốt ấy. Thì em chỉ e ngại là ví dụ sau này vợ anh ấy có thay đổi thì anh có chia tay với vợ để đến với em không ạ? Thứ nhất là vợ chồng nhà nào cũng có vấn đề. Nếu bây giờ cứ đi hỏi 100 đôi vợ chồng để mà nói thật lòng rằng là có hài lòng hay mỹ mãn hay là toại nguyện hoàn toàn với cái người vợ, người chồng của mình hay không thì thế nào ai cũng nói rằng là chưa thật sự hài lòng. Tuy nhiên không phải như vậy là người ta sẽ chia tay nhau, bỏ nhau. Nếu yêu nhau mà thấy không hài lòng, sẵn sàng chia tay. Thế còn thì đã thành vợ, thành chồng rồi. Lúc buồn quá, có những lúc thất vọng về người vợ, mong muốn người vợ của mình dịu dàng hơn nữa rồi thế này thế khác, thì người ta chỉ muốn là đập tung phá bỏ đi để mà thay đổi. Tuy nhiên thì nói một điều rằng là đàn ông rất lười trong cái việc mà phá bỏ để xây lại. Có thể một lúc nào đó trong lòng anh ấy cũng cái điều anh ấy nói có thể là hoàn toàn thật. Nhưng mà không dễ đâu. Em thi đại học thế nào? Em kết quả biết chưa? Kết quả điểm thì em biết rồi ạ, nhưng mà em chắc là em nghĩ là trượt ạ, thì em... Thế này này, lúc này cũng là lúc mà khó có thể để quyết định ngay rằng là em phải tiến xa hay không. Bởi vì phía trước mình còn một cái đoạn đường dài dài là mình cũng cần phải lo cho mình, đúng không? Nếu không đỗ đại học thì em có thể cân nhắc hoặc là thi năm sau, hoặc là học đấy cao đẳng của tỉnh cũng là một cái hướng đi. Đôi ba năm học ở trong trường cao đẳng sẽ là cái thời gian cho em suy nghĩ, đồng thời cũng là cái thời gian để mình thử thách tình cảm. Bởi vì em cũng vừa mới là cô học trò ra, mình cũng chưa ra đời nhiều, lại gặp một cái người vừa là người thầy đã có một chút kính trọng ở trong lòng, lại thấy thương cảm với hoàn cảnh của thầy, và thầy cũng lại chia sẻ với mình nhiều, thành ra cũng có cái tình cảm nhất định, đúng không? Nếu bây giờ từ chối phát một cái cũng khó cả cho em chứ không phải cho thầy. Thế rồi hoặc là nếu mà bây giờ em lại bảo là hứa là kiên trì nhất thiết là phải chờ đợi chẳng hạn thì cũng chưa biết đâu, bởi vì thời gian thay đổi, có thể bản thân mình cũng thay đổi. Và trường biết đâu em lại gặp một anh nào đó, tình yêu sẽ đánh đoang một cái, em mới thấy rằng đấy mới là tình yêu. Còn bây giờ em cảm thấy em có tình cảm thật sự với anh ấy. Rồi, ai cũng nói thế cả. Lúc mà gặp một người đang yêu mến thì nghĩ rằng người này là người duy nhất, và không có người này thì có thể mình sống chẳng có ý nghĩa gì đâu cô. Thế nhưng mà tất cả các thứ đó đều có thể thay đổi. Thế thì em duy trì cái mối quan hệ vừa phải, đặc biệt là không tác động để cho cái mối quan hệ của gia đình nhà thầy xấu thêm. Không hứa hẹn hay là xui rằng thế thì anh phải bỏ vợ đi thì em mới yêu chẳng hạn, gây sức ép như thế cũng không tốt, đúng không? Và cũng đặc biệt là thế này, giữ gìn cả cái mối quan hệ cũng như là bản thân mình, bởi vì cũng không biết như thế nào được, luôn luôn phải nhớ rằng là thầy ở trên bục giảng, nhưng mà ở ngoài đời thầy là một người đàn ông, có thể là người ta là hết sức bình thường. Cho nên là mình đừng để mà nó hơi quá đà một tí, đúng không? Dù là cảm xúc rất là nhiều, vì nếu như thực sự mà nếu như nói rằng là cái duyên trời xe chẳng hạn, anh ấy đi bước đầu là cái bước lỡ rồi, anh ấy có thể quay lại và mình với anh cũng sẽ có sau này sẽ có những gắn bó nào đó chẳng hạn, thì thời gian cũng còn rất dài, mình cũng đừng quá vội vàng, đúng không? Và phải nhớ rằng rất có thể những cái điều em suy nghĩ hôm nay nó sẽ thay đổi một thời gian nữa khi em bước vào một cuộc sống mới, thực sự là cuộc đời sinh viên. Chúc là giữ gìn được cái tình cảm trong sáng, đồng thời cũng chuẩn bị hành trang để nhập trường. Vâng, tôi muốn hỏi chuyên gia như này này. Tôi thì ly thân mấy năm nay rồi nhưng mà giờ nhà tôi kiểu là muốn bỏ lại, thì tôi nên hỏi chương trình khuyên cho tôi một lời khuyên như nào. Vâng, tức là anh chị đã ly hôn hay là mới ly thân ạ? Ly thân rồi, 10 năm nay rồi. Ly thân 10 năm nay. Mà bây giờ thì không có ai hỏi ai đến nhau, mà con cái nó cũng không hỏi ai đến, nhưng mà giờ tôi đi giúp việc. Vâng, bây giờ thì anh ấy muốn nối lại đúng không ạ? Vâng, muốn nối lại nhưng mà
con cái thì nó bảo là nếu mà nối lại thì về ông bà hết này đánh chửi nhau thì con cái nó cũng không muốn, nhưng mà tôi cũng nghĩ ý là tôi cũng không muốn quay lại. Vâng. Chị cũng đang rất là bối rối, không biết làm thế nào được. Vâng. Nhưng mà không giờ biết làm về thế nào. Thì ông ốm đau nhá, giờ về thì được đồng nào á, đi làm được đồng nào về thì ông ấy nay đi viện mai đi viện dần là hết, thì lúc đó thì già rồi không đi làm được, thì lúc đấy là hai bàn tay trắng mà ở mấy đứa con nào nữa này, bố là thế tiền của con bà đâu. Vâng, thế là giờ tôi cũng băn khoăn lắm mà không biết có muốn về mấy chồng hay là đi về nhà ngoại cơ, đang còn như thế. Vâng, anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện chị nhé, xin mời. Vâng. Ạ. Rồi xin chào chị. Vâng. Mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? Năm nay 61 tuổi rồi. Ôi thế à, 61 mà ly thân 10 năm nay. Trước đây ông ấy diều chèo, ông ấy đánh đập thì tôi bỏ đi. Vâng, thế mình thì là đi giúp việc, cứ đi suốt mấy tháng rồi mới về một lần đấy đúng không? Không, nhưng mà đến nhà là ông ấy khủng hố, là ông ấy cầm dao, ông ấy chém như thế, là ông ấy cứ diều chèo vào, là ông ấy đánh cho này không dám về, không nó chỉ chỗ ông không đánh chết, nhưng mà ông ấy đánh quẹt cho người tay, nó lôi về đồng ngoại nó, thì anh em đồng ngoại thì người ta không chứa được, thì cho nên là giờ đây mình đi đi làm ấy, vừa là có tiền nhưng vừa là gọi là lánh nạn đúng không? Vâng, để tránh đi thì thoát hiểm đấy ạ. Các con thì nó lớn rồi. Này thôi cứ nói nhỏ một tí này, mình có đi làm 10 năm ấy, mình có tích góp được tí tiền là cho cá nhân mình riêng không? Không bảo mấy con là được có bao nhiêu tiền. Tất nhiên rồi, mình cũng không nên nói, vì thật ra với cái ông chồng mà cứ rượu chè nghiện ngập như thế rồi ông lại ông bệnh tật, ông ấy không làm ăn gì được. Rồi mình thứ nhất là cái người mà cũng còn khỏe, có thể cơm nước hầu hạ một tí, hai nữa là bao nhiêu năm mình đi làm chắc cũng ông cũng nhẩm là có tí vốn tí liếng riêng đúng không? Không, thế mà ông đầu tiên là về xin lỗi để nuôi ông đấy, với ông bảo làm sao tưởng mày đi làm đi ăn trắng mà trơn chứ mày này làm ô xin nô lệ cho người ta, thế này thì tôi cũng chả xin lỗi mà tôi cũng chẳng về nữa. Rồi. Nhưng mà giờ này muốn cho về. Chị có còn dự định đi làm được nữa không? Người còn khỏe không? Khỏe lắm, không có bệnh tật gì, 9-15 nhưng mà không có bệnh tật gì. Rồi, thế vâng. Thỉnh thoảng bà có về với các chơi với các cháu không, về nhà vì sợ ông đánh, nhưng mà có về với các cháu không? Không, thỉnh thoảng là các cháu nó đến chơi với bà ở chỗ người giúp việc thôi. Ồ thế hả, thế cũng được, vâng. Tưởng là mình cắt đứt các mối quan hệ. Thôi mỗi người mỗi cảnh, vâng. Của mình thì không phải gọi là sung sướng hạnh phúc gì, nhưng mà vâng. Cũng không đến nỗi nào. Ít ra thì con cái thì trưởng thành, đã có vợ có chồng là cũng là một cái niềm vui của bậc làm cha làm mẹ rồi. Còn cá nhân mình ấy thôi thì cũng gọi là cũng đã từng có chồng, cũng sống với nhau vài chục năm rồi chứ cũng không phải là hơn 20 năm mới bắt đầu ông ấy đánh đập mới bỏ đi rồi. Nhưng mà cũng lại còn may là mình rời còn cho sức khỏe, trời đã cho sức khỏe, cho nên là tôi cứ cảm ơn ông trời đấy. Thế thôi, thì trước hết là cứ vui với cái việc là mình hiện nay đang làm, duy trì công việc hiện tại. Nói thế chứ, bây giờ trời mưa trời rét thế này, về quê mà cấy mày cày á, lấy đâu ai cho tiền mỗi tháng 5-7 triệu đúng không? Vâng, nhưng mà được đi giúp việc được có 4 triệu thôi, nhưng mà thôi. Nhà người ta có tử tế. Thì đấy, 4 triệu thì mình còn gói ghém cả 4 triệu mình cất đi. Ít cũng thành nhiều, nhưng mà cứ ngày lần năm nào cũng để ra được hơn 40 triệu. Giữ lấy nha, đừng có mua vàng mà đút vào lọ cất đi rồi quên chỗ thì chết. Này, thế không thì... nhưng mà con nó cứ hỏi vay. Nó cứ đấy nó hỏi vay rồi xong rồi tôi bảo là chưa có cái chủng chim được ở anh Minh Đoàn ạ. À. Vâng. Chào không biết ở đâu cơ. Thôi đúng là đời nó cứ dạy chúng ta đôi khi phải ngẫm lại rằng là tất nhiên là cha mẹ thì trả cho con thì sao, nhưng mà cũng lại cứ không ai thương ta bằng chính cái thân ta. Bây giờ cho các rồi. Anh các chị vay thì dễ lắm. Có khi để vay để làm gì, để các anh xây nhà to hơn, vay để làm gì, để các anh mua xe máy xịn. Nhưng mà đến lúc mẹ ốm nằm đấy mà bảo là mỗi đứa đóng 5 triệu để mẹ đi viện, nó bắt đầu cũng còn đùn đẩy đấy. Cho nên là thứ nhất là nếu mà có điều kiện ấy mà mở được cái tài khoản, thế rồi có một cái thẻ tiết kiệm, thế rồi cứ nói thế chứ cứ mỗi tháng 4 triệu, 10 tháng là 40 triệu thì trừ tiền tiêu vặt linh tinh, thỉnh thoảng Tết nhất về tí quà, tí cáp, tí lễ, tí ngãi, thắp hương tổ tiên thì mình cũng còn được vài chục triệu, mình lại bỏ lọ, bỏ ống, mình giữ gìn lấy. Thế còn thế này, bây giờ cũng chưa cần thiết phải về, các con nó nói đúng đấy. Giá mà bây giờ ông ấy ăn năn hối cải trước, ông ấy đi với gái với cú, nhưng mà bây giờ thì người ta thải loại rồi, ông ấy thấy thương vợ và chịu khó đi làm, thì ăn cũng nói rằng thôi bà về với tôi rồi tôi cũng sẽ đi làm chẳng hạn, rồi ông cũng đi làm, bà cũng đi làm, thì sẵn sàng là chấp lại dù sao chăng nữa cũng nghĩa vợ chồng. Thế nhưng mà về đấy, nhìn thấy tương lai rồi, tiền của mình thì moi ra để tiêu sạch, thế rồi trái ý một tí, vì cái người mà đã rượu chè nhiều năm ấy
đầu óc nó cũng có vấn đề, bị ảnh hưởng thần kinh thần kiết mà cho bản thân rồi mình sống tốt với lại các gia đình nhà chủ thì người ta cũng sẽ coi như người nhà ấy. Thế còn thì sau này già một chút nữa tính sao thật, như các con nó nói đấy, lúc ấy thì chẳng hạn như ông ấy là con già quá rồi, ông ốm ông nằm ngáp ngáp thì thôi thì các con cũng túng vào. Mình mới lần về chứ còn giá mình không lần về nó đánh cho thì rồi bắt đầu khó. Vâng, rất là tiếc. Giá mà chị còn trẻ thì tôi sẽ hướng dẫn chị cách là liên hệ với chính quyền địa phương rồi với hội liên hiệp phụ nữ để mà có thể hỗ trợ, bởi vì chị đang là nạn nhân của bạo lực gia đình. Nhưng mà thôi chị cũng đã tự giải quyết. Vâng, chúng tôi cũng xin gửi lời chúc chị sẽ giữ gìn được sức khỏe và luôn có một cuộc sống bình an chị nhé. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Giang. Xin chào thính giả. Chào chương trình Cửa Sổ Tình Yêu ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Vâng ạ, em có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là em hỏi về cái cơ quan sinh dục của em ấy, thì nó có cái phần ngứa với nó cái nổ mụn ấy. Vâng. Thì em muốn hỏi là xem bác sĩ tư vấn xem là mình khắc phục như thế nào và chữa trị như thế nào ạ? Vâng. Vâng. Và câu hỏi thứ hai là có thể tư vấn xem thêm là về vấn đề tình yêu, là ví dụ như mà yêu một người mà lớn hơn mình 10 tuổi hoặc là 13 tuổi thì mình có nên tiến tới không ạ? Vâng, hai câu hỏi gửi tới chương trình đúng không ạ? Bạn chắc là cũng vẫn còn trẻ đúng không? Xin lỗi, năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 25 ạ. 25, chắc là cũng vừa mới học xong, đang đi làm rồi à? Vâng, tại ngày xưa thì em không có đi học, em ở nhà làm nông thôi chị. Vâng. Câu hỏi đầu tiên của bạn sẽ được gửi tới bác sĩ Vũ Minh Phượng nhé. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn. Xin mời. Chị chào em. Vâng, chào chị. Em mới thấy cái hiện tượng ngứa và nổi mụn à? Không, em bị lâu rồi nhưng mà em cũng đi khám, nhưng mà đi mua thuốc uống thì nó lại đỡ, lại khỏi, nhưng mà xong rồi lại hết thuốc rồi thì nó lại vẫn như ban đầu ấy. Thế đi khám người ta nói em bị làm sao? Người ta bảo là em bị dị ứng ngoài da ấy, nhưng mà không biết là có phải không, nhưng mà em cũng mua thuốc về bôi, vừa bôi vừa uống rồi, nhưng mà uống thuốc thì nó đỡ thật, nhưng mà khi mình uống xong rồi thì mấy ngày hôm sau thì nó lại đỡ. Bởi vậy thì em cũng chưa có vợ con thì nên cũng chưa có quan hệ, nhưng mà không biết là nó tình trạng như này là nó bị vấn đề gì đấy. Mụn là nó như thế nào cơ? Nó giống như cái mụn, nhưng mà nó giống như bỏng bỏng ấy, mình bị bỏng ấy chị. Nó trợt cái da ngoài da ấy á? Vâng, đúng ạ. Ở cái đoạn nào? Ở đầu dương vật hay là ở cái thân? Đầu dương vật ạ. Vâng, ở đầu dương vật. À, thế à? Mà cũng không có quan hệ gì cả. Dạ vâng, nhưng mà không biết là cái tình trạng ấy thì không biết là nó nguy hiểm hay không. Em đi khám ở đâu rồi? Em đi khám ở tỉnh Hà Giang. Khi vào khám có biết là mình khám ở chuyên khoa gì không? Hay là chỉ vào phòng khám xong họ khám rồi họ kê thuốc luôn? Dạ vâng ạ. Thế họ bảo là sợ là dị ứng hả? Vâng, người ta cứ kêu em là chỉ có dị ứng thôi ạ. Xong rồi người ta sẽ kê đơn thuốc cho em uống thì về thì nó cũng đỡ. Nhưng mà thuốc gì em có biết không? Thuốc thì em cũng không biết, tại bằng tiếng Anh nên em cũng không biết. Thế hả? Thì lần sau không biết là thuốc gì thì mình phải hỏi nhá. Đấy, tức là bác sĩ kê cho mình như thế, nhưng mà mình cũng cần biết để mà thấy rằng là nó có tác dụng hoặc là nó không có tác dụng, để lần sau bác sĩ khác mà hỏi hoặc là đi khám lần sau thì mình còn biết tên để mà mình kể. Nói tóm lại là cái gì đó mình đưa vào trong cơ thể mình thì mình cần phải biết nó là cái gì và nó có tác dụng gì nhá. Rút kinh nghiệm từ lần sau, đặc biệt là thuốc phải chú ý cái điều đấy. Nó là dị ứng thì bây giờ là dị ứng với gì? Đấy, đấy là một câu hỏi đặt ra. Em chắc là cũng đã mắc quần lót rồi đúng không? Vâng. Thế thì các cái quần lót của em khi mà chọn vải thì nó thường là cốt tông hay là ni lông, em có biết không? Nó là bằng vải vải thường ấy, mỏng ạ. Vâng. Vải mỏng mềm cốt tông. Thì cốt tông thì cũng ít khi mà có cái hiện tượng dị ứng. Tuy nhiên rằng là gọi là ít, nhưng mà có nghĩa là vẫn cứ có thể gặp. Và nếu nó là như thế thì mình có thể mua cái quần khác để thử thay đi, xem nó còn hiện tượng dị ứng không. Hai là mình xem lại cái nguồn nước ấy mà nơi mình ở ấy, để mà mình vệ sinh cá nhân ấy. Thì vì cái da ở đầu dương vật thì nó cũng khá nhạy cảm và nó mỏng manh và nó cũng rất dễ có phản ứng ấy. Thì thứ hai là do nguồn nước. Em cứ dùng nước máy à? Hay là nước giếng hay nước gì? Nước lọc rồi chị ạ. Tức là em có đun và em lọc rồi.
nước đun sôi rồi để nguội, đúng không? Ừ, thế là em cũng cẩn thận rồi. Thế và chắc là cũng biết giữ gìn vệ sinh rồi. Em mới đi khám một lần. Bác sĩ bảo là nếu mà bị thì mình có thể ra các tiệm thuốc để mua, xong rồi mình về mình tự bôi dùng ấy. Rồi, đi đến nơi đó khám lại thì có khó khăn lắm không? Khó, tại vì em là người dân tộc nên có lúc những cái ví dụ chữ viết thì mình không biết biết kỹ viết vậy, vâng, rất là khó. Vậy thì bây giờ như thế này, mình mới điều trị, mình đi khám rồi, bác sĩ chẩn đoán là mình bị dị ứng và bác sĩ cho đơn thuốc, và khi mà mình dùng đốt thuốc đấy thì có khỏi, đúng không? Thế và bác sĩ cũng dặn là lần sau nếu mà có hiện tượng này lặp lại thì cứ đi mua thuốc đấy mà dùng. Thì bây giờ có hai khả năng. Một là em nghe lời bác sĩ và em cứ đi mua mà dùng thử một lần thứ hai xem nó có đỡ không, xem nó biến chuyển như thế nào nhá. Thế và nếu mà lần thứ hai nó lại vẫn cứ không khỏi hẳn thì chắc là phải đi khám luôn để mà có một cái phương án điều trị nào cho nó dứt điểm. Cái thứ hai là ngay từ bây giờ em cũng đi khám lại luôn ấy, để bác sĩ kiểm tra lại xem là cái thuốc đấy thì nó có đáp ứng và có cần phải thay thuốc hoặc thêm thuốc gì không. Thì nó có hai lựa chọn như vậy, thì tùy thuộc vào hoàn cảnh của em. Để lâu dài và chữa không dứt điểm nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của mình sau này, đặc biệt là sức khỏe sinh sản nhá. Vâng, với lời khuyên của bác sĩ thì tôi tin rằng là bạn yên tâm hơn với sức khỏe của mình nhá. Thế còn câu hỏi về tình cảm của bạn ấy, thì bạn có thể chia sẻ kỹ hơn với anh Đinh Đoàn nhé. Anh Đoàn sẽ tâm sự với bạn. Xin mời ạ. Rồi, chào em. Em xin chào anh Đinh Đoàn ạ. Em là 25 tuổi nhỉ? Vâng. Nhà có đông anh em không? Nhà em chỉ có hai anh em và em là cả. Em còn có đứa em trai út ạ. Từ trước đến giờ mình có nhiều đời người yêu chưa? Tại trước thì em cũng chưa, và em cũng mới quen cái người này, nhưng mà cái người này lớn hơn em tận mười mấy tuổi lận luôn ạ. Vâng. Em 25 thì chị là 37-38 đúng không? 38 hay 40 đấy, vâng. Ôi trời, 38 hay 40. Chị có chồng chưa? Chưa, chị ấy cũng độc thân. Chưa mấy dài bao giờ vâng. Đúng không? Sinh không? Dạ không ạ. Em có gặp chị chưa? Dạ có gặp rồi, ở cùng thôn luôn ạ. Vâng. Thật sự em có cảm xúc với chị không? Thật ra này, nhiều người phụ nữ ấy, 37-38 mà người ta vẫn giữ được cái trẻ trung, người lại nhỏ nhắn, xong rồi xinh ơi là xinh, da trắng như bóc, xong rồi mắt phượng mày ngài á, thì nhiều anh chàng trai 27-28 còn thua xa. Thế nhưng mà không biết rằng là mối quan hệ của em với chị nó đến đâu rồi, có thân nhau lắm không? Chị là người chủ động hay là em tấn công? Tại lúc đầu chị lấy số của em xong rồi làm quen nói chuyện, xong rồi tại nói chuyện cũng lâu, cũng được 1-2 năm rồi. Ôi cũng hiện đại nhờ, chị cũng lấy số là gọi điện làm quen. Thế xong hay đi chơi với nhau không? Có, lâu nói chuyện, nhưng mà tại em cũng chưa nói chuyện cho bố mẹ, thì không biết là em ít tuổi quá và người ta lớn tuổi quá thì không biết là có được hay không, với lại sợ người này nói thế này thế nọ. Đấy, trước hết anh phải nói rằng này, nếu như em là trai chưa vợ, chị là gái chưa chồng mà đồng ý lấy nhau thì thứ nhất là về mặt luật pháp không có vấn đề gì nha, vì là không tranh cái vợ cướp chồng, không phải là vi phạm bất cứ cái điều luật nào cấm cả. Thế nhưng mà em cũng đã lường trước rồi đấy. Thứ nhất là bố mẹ em, đây là em chưa dám nói còn yêu cái chị này, chị cũng mới 40, thế là mẹ em quát ầm lên, ôi thế thì nó 40, thế thì tao gọi nó bằng chị à, tao mới có 40 hay 50 ví dụ như vậy. Thế thế rồi là trong bản ngoài làng, là ngay cả bạn bè của em nó cũng kêu là thằng này lại thích ăn gặm cỏ trâu già, thích gặm cỏ non, hay là phi công lái máy bay và già chẳng hạn. Thế thì mình lường trước tất cả những điều ấy. Nếu như tình cảm của em nó quá lớn, mình nhìn thấy ở chị là một người thôi thì mỗi cái tội là tuổi thì hơi cao, nhưng mà khỏe mạnh này, chân chất làm ăn này, thế rồi là cũng độc lập về kinh tế, đặc biệt là một người rất là hiểu biết, ứng xử tốt, có hiếu với bố với mẹ. Nếu hai người mà lấy nhau thì cùng nhau vun vén làm ăn thì cũng rất là tốt chẳng hạn, thì mình phải có cái ý kiến để mình bảo vệ cái trước những cái lời mà nọ kia của mọi người.
Ví dụ như bố mẹ nói thế thì mình sẽ dự định mình nói thế nào? Không, con thì cũng biết là chị là lớn hơn con tuổi, nhưng mà chị thế này, chị thế kia. Đấy, nhiều người á, lấy cô trẻ hơn nhưng mà cuối cùng cũng có hạnh phúc đâu. Thế rồi mình cũng phải lấy được ví dụ là trong bản của mình đấy, có anh A lấy chị B cũng hơn tuổi, nhưng mà rồi cuối cùng gia đình cũng rất hạnh phúc, ví dụ như vậy. Thế hoặc là với cái bạn bè mà trêu thì mình sẽ có cái ứng xử như thế nào? Thì đấy là cái thứ mà ở phía em. Cái việc thứ hai mà cũng phải nói để em rõ một chút rằng là mình bây giờ thì mình là trai chưa vợ, mình cô đơn, mình thấy một người phụ nữ mình cũng có thể quý mến, mình lại chưa có nhiều kinh nghiệm trong cái chuyện tình ái, đúng không? Thời gian đầu lấy nhau thì chắc ok, cũng mọi thứ tốt thôi, không có vấn đề gì. Một chị ngót 40 lấy một anh 25, mình đang sức trai khỏe mạnh, chị 40 thì cũng chưa phải lớn tuổi, rồi cũng nếu kết hôn được thì cũng sinh một vài đứa con. Nhưng em phải nhớ khoảng độ 10 năm nữa là em mới 35 đúng không? Lúc ấy trời ơi, mình đang vạm vỡ khỏe mạnh như là một con trâu rừng ấy. Chị thì chuẩn bị 50 rồi. Em có biết rằng chị sẽ sắp bước vào một tuổi tiền mãn kinh rồi, mãn kinh tức là bước sang cái tuổi mà không còn thanh xuân nữa. Chị sẽ xuống sắc rất là nhanh, sẽ nhăn nheo, sẽ ABC, thậm chí nó có những cái bất hòa trục trặc ở trong cái chuyện quan hệ tình dục vợ chồng. Chắc cái đấy thì em cũng đời dậy với trời dậy, chúng ta đều hiểu cả đúng không? Mà chúng ta lấy nhau thì cũng nên phải tính đến chuyện là nó dài lâu, chứ không phải là trước mắt thì nếu mà có thể ghép cái đôi này thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà đến về lâu dài thì là nó có sự chênh lệch. Mình là con trai đàn ông càng ngày nó lại càng trưởng thành khỏe mạnh lên, chị thì lại càng đi xuống dốc. Mình cứ tưởng tượng như là mình đang một cậu bé mới lớn đang leo dốc ở bên này dốc, chị thì đang ở trên đỉnh dốc rồi, chị chuẩn bị tụt xuống dốc bên kia. Ê, chị mà tụt xuống mà mình không leo được lên đỉnh là cuối cùng mất hút nhau không nhìn thấy đấy. Một cái hình ảnh rất là dễ hiểu đúng không em? Rất là trân trọng cái tình cảm nhưng mà hãy cân nhắc thật kỹ. Về luật pháp thì không vấn đề gì nhưng mà thực sự ra thì có khá nhiều trắc trở ấy mà. Alo. Alo. Vâng ạ. Chào anh có thể trình bày câu hỏi của mình đi. À, tức là 10 năm nay sống độc thân, vợ đẹp phôn khôn nên vợ tôi đi giúp việc ở Hà Nội, bây giờ quen chủ nọ chủ kia, bây giờ không về với tôi, con cái tôi cũng bỏ tôi hết, mà tôi sống độc thân 10 năm nay chị ạ. Vâng, thế bây giờ thì điều anh gọi đến chương trình thì điều anh mong muốn là gì ạ? Vậy nên là đấy là như vậy nên là tôi muốn là chương trình tư vấn cho tôi là bây giờ năm nay tôi 63 tuổi, vợ con coi bỏ tôi thì rất muốn tìm đến một người để nương tựa vào nhau, nhưng mà tôi muốn nhờ chương trình để kết bạn với những người giang dở cuộc đời như tôi ạ. Vâng, cái mong muốn của anh thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ chia sẻ và xem là có giúp gì được cho anh không ạ. Vâng, xin mời anh ạ. Chào anh ạ. Vâng, chào anh Đinh Đoàn ạ. Vâng, 63 nhưng mà sức khỏe còn khá không anh? Nhưng theo với anh ạ, tôi thì người là cao 1m60, trung bình là nặng 57 cân, tức là chỉ gọi là ốm vặt thôi, với lại ốm về tư tưởng vì mất vợ con 10 năm này ạ. Vâng. Ăn được, ngủ được, rượu bia có không? À, tức là ngủ thì ngủ được, nhưng ăn thì bữa ăn bữa nhịn vì ăn vào, ăn gì thì bổ đấy, nhưng mà ăn vào thì phải thải ra, nhưng vì không có vợ con nên tôi mới phải buồn bã như thế này, mới nhờ chương trình em Minh Đoàn ạ. Vâng, vâng. Anh sống một mình à? Có ngoài ra có ai nữa không? À, dạ không ạ. Thế hả? Con cái nó bỏ rơi tôi hết, tức là nó chỉ chờ tôi chết về nó hưởng tài sản với vợ thôi ạ. Có thật không anh, nói nghe có vẻ nó cứ thật không anh? Dạ tôi nếu anh cho phép thì tôi nói thế này thì anh mới hiểu được này. Tôi phải vợ tôi đi 3 năm giúp việc, xong bắt đầu vì quen chủ nọ chủ kia con cái thôi, thế là tôi để viết lên đài bạn nói chúng tôi phát sóng mùng 4/9/2013 giới thiệu tên tuổi tôi Hà Nội ạ. À thế ạ, vâng. Thế này này, bây giờ thì thật ra thì không giúp gì được anh, nhưng mà có thể mách một vài nước. Nếu như giao lưu kết bạn này, kể cả kết bạn với những người phụ nữ giang dở này, rồi kể cả không phải là giang dở mà không phải là phụ nữ mà kể cả những bạn gái trẻ cũng có. Vâng. Tuy nhiên thì về mặt pháp luật thì anh vẫn là người đang có vợ đúng không? Cho nên là nếu như anh mà có kết một cái cô nào và có ý định là đưa cô về nhà mình sống thành vợ thành chồng thì rất là khó. Vợ con có thể bỏ mình, nhưng mà khi nó người ta thấy anh có một người phụ nữ đến ở nhà mình, người ta sẽ về, người ta sẽ làm ầm ĩ lên. Và lúc đấy về mặt dở, về mặt lý ra thì
thì anh không thể bảo là do người ta bạc đãi với anh mà anh phải đi lấy vợ khác được. Về mặt luật là anh vẫn đang có, cho nên là giao lưu, kết bạn, gặp gỡ, rồi làm những cái việc mà đôi bên cùng thỏa thuận, nhưng không được ảnh hưởng tới, tức là không vi phạm pháp luật. Đấy, đấy là một cái hướng. Vâng ạ. Thế còn hướng thứ hai là nếu như anh vẫn kiên quyết phải gọi là mình cũng chưa thật già, mình cũng phải sống những năm tháng cuối đời cho nó có vợ có chồng, cho nó thành thơi. Vâng ạ. Thì anh phải gọi được chị ấy về và anh làm đơn ly hôn. Khi nào anh giải phóng được, tức là trở thành trai không vợ đấy, thì anh kết hôn với ai cũng được. Thế là vì điều kiện tôi, nếu mà tôi bán được đất đai, tài sản của tôi là tay tôi làm ra rồi sau giải phóng ấy, thì là tài sản tôi, vì họ không dám mua, mà bây giờ tôi đơn lên tòa án, đơn đầy đủ mấy năm nay sau phát sóng 2013 ấy, vợ con tôi vẫn đi về nhưng nó không về với tôi, nó chỉ chờ tôi chết nó hưởng nên nó không ký vào đơn. Nhưng mà vì tôi đã tòa án người ta bảo tôi phải lên Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhà báo là phát đăng tin thì khoảng mất khoảng 4-5 triệu, nên tôi cứ bận được 2-3 triệu rồi tôi buồn, tôi chán rồi, thế là tôi lại tiêu không hết được ạ. Vâng, thế này anh ạ, đúng là bây giờ anh bán đất mới bán nhà không ai dám mua. Về nguyên tắc anh có làm ra tiền, nhưng mà của chồng công vợ và cái nhà cái đất mình làm trong cái thời gian thời kỳ còn đang là hôn nhân, thì ngay cả trong sổ đỏ bây giờ, tức là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ấy, cũng có ghi chủ sở hữu là cả hai vợ chồng, đúng không? Nếu mà anh mà bán không ai dám mua, bởi vì đùng cái chị lại về, chị lại đi kiện rằng là mảnh đất này tranh chấp rồi thì người ta phiền lắm, cho nên là cũng không dễ đâu. Còn cái hướng mà người ta tư vấn cho anh ấy rằng là anh thông báo ở trên anh viết đơn ly hôn rồi xong anh thông báo ở trên đài, trên tivi, trên báo chí rằng là đúng ngày ấy ngày kia phải về tòa án nhân dân huyện, ví dụ mình ở huyện Nam Trực thì về tòa án nhân huyện Nam Trực hay là huyện Bình Lục gì hay vân vân, để giải quyết việc ly hôn với anh nhá. Vâng, cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Đinh Đoàn với chị Mùi nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn, cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình, chúc cho anh sẽ giải quyết được chuyện gia đình nhà mình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Quảng Bình. Alo. Em lấy vợ được 10 năm nay rồi, để lúc sinh được 2 cháu đó, 1 cháu 7 tuổi, 1 cháu được 4 tuổi rồi, nhưng mà sinh 2 cháu sống thì vợ sẽ nghiêm đi biến là viêm gan B đấy. Vâng. Là 2 cháu là bao nhiêu phần trăm là nhiễm virus cái viêm gan B? Vâng. Và nếu nhiễm thì là tương lai hai cháu sau này nó ảnh hưởng gì có lớn không? Vâng, hiện nay thì hai vợ chồng khá là lo lắng về cái chuyện mà hai đứa con của mình không biết là có bị viêm gan B lây nhiễm từ cha hoặc mẹ hay không. Chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình, sẽ tư vấn cho anh nhé. Vâng. Tôi chào bạn. Dạ, chào chị. Năm nay thì bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, năm nay em 45 rồi. À, 45 hả? Vợ bạn bao nhiêu tuổi? Vợ thì năm nay 32. À, vợ 32. Tức là vợ bạn phát hiện ra là mình mang virus viêm gan B từ bao giờ? Là sau khi sinh đứa thứ hai, sinh xong rồi bắt đầu mình biết được là phát hiện được là viêm gan B. Tóm lại là hai đứa con của bạn thì có được tiêm vaccine phòng viêm gan B không? Lúc sinh ra vẫn tiêm đầy đủ vaccine mà. Ừ, con tiêm đầy đủ vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng rồi đúng không? Vâng. Bây giờ thì cái quan trọng nhất là bạn đang lo là không biết là con bạn có bị lây viêm gan B từ mẹ không, đúng không? Dạ. Một cái cách phát hiện rất là đơn giản đó là làm xét nghiệm viêm gan B cho con mà. Dạ. Yeah. Chỉ cần xét nghiệm viêm gan B cho con thì cũng có thể biết được là con có bị nhiễm hay không. Tuy nhiên thì con từ bé cũng đã được tiêm vaccine rồi ấy. Thì người ta cũng có thể biết được đấy là cái hiện nay trong người con có kháng thể kháng viêm gan B là do con mắc phải hay là do con được tiêm viêm gan B. Lúc mà mang thai là được nhiễm rồi, lúc sinh ra được nhiễm rồi, thì nếu mà sinh ra mà tiêm thì nó không có gì là tác dụng gì đấy. Thực ra cũng không phải hoàn toàn như thế. Tất nhiên là nguy cơ mà những đứa con được sinh ra từ những người mẹ có viêm gan B ấy, thì cái khả năng mà lây sang cho con thì nó cũng cao hơn những cái người khác.
Nếu như mà ngay khi con sinh ra con được tiêm một liều huyết thanh kháng viêm gan B ấy, thì cái khả năng phòng bệnh của con sẽ rất là cao và con sẽ không bị nhiễm nữa. Nhá. Sau đó thì con sẽ được tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Thì không rõ là con bạn được tiêm huyết thanh hay là được tiêm vaccine viêm gan B, bởi vì cái thời điểm đó thì nó cũng đã có chương trình tiêm chủng mở rộng, nó cũng có cái chương trình người ta gọi là tiêm viêm gan B1 sớm, tức là tiêm trong vòng 24 giờ đầu sau sinh. Nhưng mà thôi, bây giờ thì con cũng đã 7 tuổi và 4 tuổi rồi. Thế để cho yên tâm nhất thì bố có thể mang con đi để làm xét nghiệm để cho nó yên tâm. Bây giờ nó có hai khả năng xảy ra mà bạn đang lo lắng. Một là con bạn sẽ không bị nhiễm virus viêm gan B nữa thì là hoàn toàn có thể yên tâm, đúng không? Và bây giờ cái thứ hai mà bạn cũng muốn chúng tôi tư vấn là giả sử con bạn có virus viêm gan B thì bây giờ làm thế nào? Có đúng như vậy không ạ? Theo điều tra dịch tễ học ấy, thì có khoảng 20% ta gọi là có virus viêm gan B nhưng không có biểu hiện lâm sàng. Hay nói cách khác là cứ 10 người bạn gặp thì 2 người người ta đã có mang cái virus đấy ở trong người rồi. Chứ không phải tất cả những cái trường hợp mà có nhiễm virus viêm gan B đều trở thành ác tính, đều trở thành ung thư gan, cái mà bạn đang lo lắng nhất hiện nay, đúng không? Đấy. Thế thì bây giờ trước mắt cứ đi xét nghiệm cho con. Thế cứ mình cứ bình thường mà, kể cả con bạn sau này nó lớn lên, nó có cuộc sống sinh hoạt bình thường. Nhiều người người ta cũng xét nghiệm do tình cờ đấy chứ, chứ có và người ta có biểu hiện lâm sàng gì đâu. Mình cũng không có gì phải lo lắng quá cả nhá. Chỉ có điều là ví dụ mình biết như thế thì để mình dạy dỗ con, để sau này mà ví dụ con trai thì nó không uống rượu, rồi nó cũng không nghiện các cái chất kích thích có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động của gan. Đấy, thế còn lớn hơn nữa thì sau này khi con lớn lên, con có lập gia đình thì nó rất nhiều các cái câu chuyện tiếp theo nữa. Nhưng mà bây giờ thì cháu còn đang rất là nhỏ và tôi nghĩ các bạn cứ nuôi con bình thường, không có vấn đề gì mà mình phải quá căng thẳng nhá. Dạ em hỏi cô, như vậy cô cần thuốc mà em chịu tì gì không chị, nếu mà giả sử mà con bình nhiễm á? Không cần đâu em ạ, con em rất là nhỏ và cháu nó không có cái nguy cơ gì, thì hiện tại kể cả em có đi khám ở đâu người ta cũng sẽ không phải điều trị cho con mà. Dạ, cho em hỏi về vấn đề vợ, nếu vợ bình nhiễm nhưng mà dạo này nó kêu là bị mệt mỏi này nọ đấy, nhưng mà cũng có mấy người ta này uống các loại thuốc nám đi, thuốc ca gây leo cái đó, vâng, mua về uống. Nhưng mà như là em hỏi là nếu mà là muốn là đi xét nghiệm, đi khám xem được là cái virus đó nó có trong thể ngủ yên hay là thể hoạt động ấy. Đúng rồi. Thì giờ là phải là đi bệnh viện, nếu mà bệnh viện Hà Nội thì ra bệnh viện nào chị là tốt nhất chị? Bệnh viện Hà Nội. Nếu có điều kiện em vào hẳn bệnh viện nhiệt đới trung ương. Dạ, bệnh viện nhiệt đới trung ương. Nó nằm vào ở trong bệnh viện Bạch Mai. Dạ, mình vào là mình để khám cái gì chứ? Mình vào thì em cứ nói là em muốn kiểm tra chức năng gan cũng như là xét nghiệm mật độ virus để xem là hiện nay vợ bị nhiễm virus viêm gan B thì có ảnh hưởng gì đến gan không? Dạ. Thế thì cứ đưa vợ đi khám đã. Yeah. Yeah. Đưa vợ đi khám để đánh giá cái tình trạng hiện nay của vợ nó như thế nào. Yeah. Nếu mà chỉ có kinh phí để làm các cái xét nghiệm và để khám thì nó mình có thể chịu được. Yeah. Nhưng nếu như mà phải điều trị thì mình sẽ cầm cái kết quả đấy, mình quay trở lại cái bảo hiểm tuyến ban đầu và mình đề nghị là người ta sẽ hỗ trợ điều trị cho em. Bởi vì là với trước tình trạng một cái tình trạng của bệnh nhân như vậy thì chị nghĩ là cũng không phải ở những cái tuyến đầu bảo hiểm người ta sẽ điều trị được đâu. Thì người ta sẽ không giữ bệnh nhân lại. Thế và lúc đó người ta sẽ chuyển bảo hiểm cho em đi đúng tuyến bảo hiểm thì nó cũng đỡ cho mình được nhiều nhá. Em cứ đi thế cho nó tiện. Ừ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ thành phố Hồ Chí Minh. Alo. Dạ alo. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em cưới được 2 tháng rồi, em chuẩn bị sinh con. Mà em mua thuốc kiểu như là thuốc sắt và vitamin. Em uống có được không chị? Vâng, câu hỏi của bạn thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tư vấn cho bạn. Vâng, tôi chào bạn. Dạ. Tức là bạn hiện tại thì bạn đã có thai chưa? Dạ chưa chị. À thế hả? Ừ. Dạ. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 27 tuổi. 27 tuổi.
Bạn đang cũng rất là mong muốn để sớm có thai đúng không? Dạ. Sức khỏe của bạn tốt không? Sức khỏe của em thì cũng bình thường, hơi bị thiếu máu thôi. À, hơi bị thiếu máu à? Dạ. Sao bạn biết là hơi bị thiếu máu? Em đi khám rồi, bác sĩ cũng nói là thiếu máu, máu thiếu với lại mình hay bị chóng mặt hay hoa mắt. Bạn nặng bao nhiêu cân? Dạ, em được 46 kg. 46 cân à? Bạn cao 1m bao nhiêu? 1m57. Bạn làm nghề gì vậy? Làm cái phòng kho, làm cũng công ty vậy. À, kế toán hả? Dạ. Bạn nghề nghiệp của bạn có vất vả lắm không? Bạn có hay phải làm thêm giờ? Dạ không chị. Ừ. Em thì là em làm giờ hành chính thôi chứ không không vất vả. Bạn ăn uống có tốt không? Dạ, ăn uống thì cũng bình thường vậy. Bình thường hả? Dạ. Tất cả những cái điều mà tôi vừa hỏi bạn ý, tôi đang rất muốn xem là cái sức khỏe của bạn có tốt không. Nếu sức khỏe của bạn hoàn toàn bình thường, bạn khỏe mạnh rồi, nghề nghiệp thì nó cũng không quá là ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, thì bạn cũng không cần phải uống thuốc gì cả. Tại sao tôi lại nói như vậy? Tốt nhất là mình có thai tự nhiên ý. Thế nếu như bạn muốn uống cũng được, bởi vì bạn có nói là bạn là người bị thiếu máu ấy. Đấy, nhưng mà cũng phải có kế hoạch. Khi mà mình uống thuốc ấy thì mình sẽ nên trì hoãn để mình chưa có em bé. Thế còn khi mình uống thuốc xong rồi, mình dừng hẳn lại, mình không uống thuốc nữa, thì lúc đấy mình mới có em bé. Tóm lại là để làm sao để khi bạn có em bé thì hoàn toàn là tự nhiên nhất. Bạn không uống thuốc gì, đặc biệt là trong giai đoạn là 10 tuần đầu của thai kỳ, thì không nên uống bất kỳ một thứ thuốc gì. Còn nếu uống thuốc gì bổ sung, ví dụ như sau này bạn có thai nhá, thì có thể nếu bạn thiếu máu thì bác sĩ cũng phải kê viên sắt cho bạn, hoặc kê canxi cho bạn, hoặc kê bất kỳ thuốc bổ gì, thì phải do bác sĩ sản khoa, tức là cái người mà người ta theo dõi thai kỳ cho bạn, người ta mới biết là bạn có thiếu cái gì không. Bởi vì bất kể thuốc gì nó cũng như con dao hai lưỡi, tức là nó đều có mặt tác dụng của nó và nó cũng có những cái mặt hạn chế của nó, kể cả thuốc bổ. Thế cho nên là uống cái gì thì nên có chỉ định của bác sĩ nhá. Đấy, vì thế là bạn có thể uống một đợt cũng được, nhưng mà uống xong nghỉ một thời gian rồi hẵng nên có em bé. Còn nếu trong lúc này mà đang muốn có em bé ngay đấy, hoặc là đang trong giai đoạn chuẩn bị, thì tốt nhất là không nên uống thuốc gì. Dạ, dạ. Ừ, thế nhá. Ừ, cứ bình thường em thôi. Cảm ơn chị nha. Ừ, thế nhá. Dạ. Chào em. Dạ. Vâng, chào bạn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho bạn có một sức khỏe thật tốt để có một em bé khỏe mạnh. Cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hà Nam. Alo. Dạ vâng, em chào chị ạ. Em chào chương trình ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em năm nay là hơn 33 tuổi. Vâng. Em cách đây khoảng tầm 4 năm rưỡi 5 năm ấy, là em bị tai nạn thì bị bỏng hết toàn bộ mặt. Trong quá trình chạy chữa thì cũng bây giờ sức khỏe cũng tạm ổn rồi. Cái mắt của em thì bây giờ nó còn kém quá, còn có 2/10 thôi. Và bây giờ thì em sống với bố vẫn còn đủ sức khỏe đi làm, nhưng mà kiểu là cuộc sống ở nhà suốt ngày cũng chỉ làm những công việc ở nhà cũng buồn quá. Thì em qua chương trình hôm nay thì em muốn chuyên gia tâm lý tư vấn cho em là xem là em có nên tìm một người phụ nữ để chia sẻ với cuộc sống của mình không. Vâng, chúng tôi cũng rất là chia sẻ với hoàn cảnh của bạn đã bị mắc tai nạn và hiện nay thì sức khỏe không được tốt. Về cái câu chuyện của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Dạ vâng. Rồi, anh chào em. Dạ vâng, chào chú bạn. Chào cháu. Thế mình 33 hả? Dạ vâng, cháu 33 rồi. 33. Cháu bị tai nạn năm gần 29 tuổi ạ. Người ngợm khỏe mạnh không? Cháu thì khỏe mà, cháu trước thì cháu 70 kg ạ. Ồ. Giờ cháu chỉ còn 55-56 kg nhưng mà vẫn khỏe. Ổn. Ở nhà hai bố con thế chỉ có mẹ hai bố cháu, con mẹ cháu sau khi cháu tai nạn được 1 năm thì mẹ cháu tai nạn, mẹ cháu mất, thế là còn hai bố con. Đúng là rất vả. Chắc là bố thì cũng trên 60 đúng không? Chú định hỏi bố cháu có ý định không, bố cháu không. Thôi chú hỏi thôi, biết thế. Cháu thì băn khoăn rằng là có nên lấy vợ không. Chú nghĩ rằng là cháu hỏi nó hơi bị chậm đấy. Đáng lẽ là mình cũng phải xác định tinh thần từ lâu rồi. Trường hợp của cháu là trường hợp bị nạn, chứ không phải là những trường hợp các bạn bị khiếm thị mà từ lúc bẩm sinh, từ lúc sinh ra có những người cả đời không nhìn thấy
ánh sáng bao giờ, chưa nhìn thấy mặt người bao giờ. Thế còn mình thì nôm na là học hành rồi, đến tận hai mươi mấy tuổi ở đời mình cũng đủ thứ, nó bây giờ không nhìn thấy, như là trong đầu mình chả còn thiếu thứ gì, đúng không? Vâng, cũng tầm thế trạng mà, cũng tầm trạng, vâng. Cháu thì trong trường hợp này anh giống như là người mắc bệnh mắt rồi, bây giờ nó kém mắt quá phải đeo kính, có người đục thủy tinh thể đi thay rồi nhưng mà nó cũng không ngon lành, thì cũng chỉ đi gần gần thôi, vân vân. Mình lại có sức khỏe, mình còn ấy được, thì hãy nghĩ như thế này này. Bố sẽ không khỏe mãi ở bên mình. Dạ vâng. Mình thì cũng đang bây giờ đang 33 tuổi, đang ở cái tuổi mà gọi là tuổi vàng đấy của cái việc mà lấy vợ. Rồi mình chắc chắn là nếu có lấy vợ, có sinh con thì con cũng không bị làm sao. Đây của mình là nạn. Chứ còn nhiều bạn là bạn còn băn khoăn rằng nếu như bạn ấy bị như thế thì bạn lấy vợ thì con bạn có bị không, còn nếu trong trường hợp của cháu thì... Nhưng mà chú ơi, ngại khổ cái này chú ạ, bây giờ trong cái xã hội hiện đại bây giờ cháu thì đi lại cũng không đi lại được, nhờ người mai mối thì cũng chẳng biết nhờ ai, bây giờ họ thấy cái hoàn cảnh của gia đình nhà cháu ấy, thì họ cũng ngại. Hoàn cảnh làm sao? Hoàn cảnh của cháu làm hai sao? Bố con kiểu nó cũng éo le, nhà gia đình thì cũng kiểu nó đúng cũng tan rồi. Nát một thời gian ấy. Đúng rồi, nhà mình là vất vả. Không phải 100% người phụ nữ hay các cô gái đều có thể sẵn sàng chia sẻ, nhưng không phải là không có. Bây giờ thế này, mình cũng biết được cái điểm, mình cứ cho rằng cái điểm yếu đi. Dạ vâng. Mình cũng chẳng dám đặt trường hợp là lấy cô từ 20 năm 2 phải sinh cũng gần nhất làng. Không, mình chỉ đặt rằng là ai yêu thương mình thật thông cảm, gắn bó. Cái thứ hai nữa là mình cũng không có sĩ tiêu diện là cháu chẳng có tiêu chí gì cả, vâng. Ai thương mình thông cảm là được rồi. Thế thì mình cũng cứ có lời đi, ông chú bà bác, ông cô bà cậu trong họ người làng, bạn bè gần xa và con khối phố. Bạn ơi, cháu cũng có lời rồi, cũng có lời rồi. Xem là chú xem chú là cầu nối cho cháu ấy. Cháu có lời mới lại dạy mọi người, nhưng mọi người không giúp nổi, mọi người mà cháu kém quá, cháu xấu quá. Mặt cháu bị sẹo lên. Cháu xấu hả? Cháu xấu mà cháu kém. Thôi, mặt cũng nó sẹo lên mà. Xấu. Rồi. Chú tin rằng là ở đâu đó có một ai đó sẽ thương cháu, mà người ta không nhìn vào cái mặt mà người ta nhìn vào chỗ khác, để người ta có thể có một cái niềm tin rằng là gắn bó với cháu được. Cũng qua chương trình Cửa Sổ Tình Yêu thì các bạn nghe đài, đặc biệt là các bạn nữ, cũng biết là trường hợp của bạn trai 33 tuổi vừa rồi và hoàn cảnh như vừa đã chia sẻ. Cháu đọc số điện thoại của mình đi, biết đâu có một ai đó ở đâu đó rất là thương tình mà muốn là chủ động đến để liên lạc, nếu không được là cái gì hơn thì cũng là một người bạn để tâm sự, đúng không? Dạ vâng. Em đọc số điện thoại đi. Dạ vâng, thế cháu đọc số điện thoại của cháu ạ. Vâng, qua chương trình thì cháu cũng muốn làm quen các bạn nữ thông cảm với hoàn cảnh điều kiện nhà mình, thì mình đọc số điện thoại. Số điện thoại của mình là 0163 843 1474. Mong chờ số điện thoại của các bạn nữ. Cháu chào chú Đoàn nha, cháu chương trình, cảm ơn chương trình nhé. Rồi, xin chào nhé. Vâng, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Alo. Vâng, tôi năm nay thì 56 tuổi rồi. Vâng, anh có thể trình bày câu hỏi của mình. Từ ngày tôi đi mổ về tí giờ, trong cái việc sinh lý vợ chồng thì nó kém hẳn đi. Vâng. Thế thì vợ tôi thì nó cứ thế này thế nọ. Tôi hỏi chuyên gia xem là tôi hai lần đi mổ rồi nó có ảnh hưởng gì đến cái việc sinh lý không? Mới giờ tóm lại là cái của tôi thì giờ nó cứ như là người bình thường, chả có gì cả. Vâng, vấn đề của anh thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho anh ạ. Vâng, xin mời chị. Tôi chào anh. Vâng, chào chị. Vâng, anh có nói là anh mổ hai lần là mổ gì anh? Một lần tôi mổ thận với một lần tôi cắt mặt. À, cắt mặt đi ạ. Vâng, cắt mặt, cắt cái mặt đi, không phải là mặt. Anh mổ thận là về cái gì đi ạ? Tôi nó dính sỏi thì đi uống mà thuốc nam nó chả ra, thì đi siêu âm thì bác sĩ bảo đài bể thận giãn độ 2 rồi, thế tôi phải đi mổ. Vâng, một bên hả anh? Vâng, tôi mổ một bên, thế xong về được khoảng độ 2 năm thì bắt đầu nó lại dính cái polyp mặt. Cái polyp mặt thì tôi cũng xuống tận Hà Nội tôi tư vấn các giáo sư có nói là giờ cái tỷ lệ ung thư thì nó chiếm khoảng độ 75-80%, bây giờ nó chưa đau thì giờ nên can thiệp, thế là tôi cũng nhất trí tôi mổ. Vâng. Anh ơi, như vậy thì anh mổ lần cuối cùng ấy thì nó cách đây lâu chưa ạ? Tôi mổ được hơn một năm nay rồi. À, hơn một năm rồi hả? Vâng. Hiện nay thì sức khỏe của anh thế nào anh?
sức khỏe của tôi thì nó vẫn trước kia 10 phần thì bây giờ nó chỉ còn khoảng độ 70%. Vâng. Thực ra thì tôi nghĩ thế này, anh 5-6 tuổi rồi thì chắc chắn là những cái kể cả nhu cầu về sinh lý cũng như là cái chất lượng quan hệ tình dục của anh nó sẽ không thể như là cái thời mà mình còn 20-30 được. Thế và sau khi thì anh lại qua hai cái phẫu thuật mà xử lý về thận cũng như là về túi mật thì tất nhiên về sức khỏe chung là nó cũng sẽ ảnh hưởng. Thế nhưng mà cái chính là tôi nghĩ rằng là cái vấn đề mà nó cái chất lượng quan hệ tình dục của anh nó không được như mong muốn cũng như là nó ảnh hưởng tới cái hạnh phúc gia đình thì có lẽ mình phải xem xét nó ở nhiều góc độ khác. Ở phía anh bây giờ nó như thế này. Thứ nhất là xem là cái phần mà nó giảm cái sức khỏe của mình ý, nó ở mức độ như thế nào. Ví dụ nó ảnh hưởng về do dinh dưỡng, do mình hấp thu không tốt vì mình đã cắt túi mật. Thế cho nên mình cũng phải có một cái chế độ ăn nó phù hợp. Đấy, thì anh cố gắng kiểm tra lại xem cái chế độ dinh dưỡng của anh nó có ổn không, nó có phù hợp với sức khỏe của anh không, hay là nó lại thiếu quá do mình kiêng khem. Ví dụ như vậy. Thứ hai nữa là cũng đòi hỏi anh ở tuổi này rồi, anh cũng không nên chủ quan và mình cần phải có một cái chế độ luyện tập để nâng cao cái sức khỏe của mình. Ví dụ mình có thể lựa chọn những cái bộ môn thể thao nó nhẹ nhàng như là đi bộ hoặc là đạp xe, hoặc là anh có thể chọn một cái môn thể thao nào đấy mà anh thấy thích nhưng nó phải phù hợp với cái sức khỏe của anh. Tức là sau khi mà mình chơi cái bộ môn thể thao đấy mà mình cảm thấy mình thoải mái, mình thấy khỏe hơn, vui hơn thì được. Chứ còn nếu như mà sau khi luyện tập thể thao do vì một lý do nào đấy mà mình lại cảm thấy mệt mỏi hơn hay là mình cảm thấy không thích thú lắm thì mình nên kiểm tra lại. Thế còn đối với cái chuyện mà quan hệ tình dục thì nó như thế này. Như tôi đã nói lúc đầu ở trên ý, thì cho đến bây giờ thì kể cả số lượng, kể cả chất lượng, đặc biệt là chất lượng của quan hệ tình dục ở lứa tuổi của anh nó không thể như là trước đây được nữa. Chính vì vậy mà nó đòi hỏi phải có cái sự hợp tác rất là tốt giữa hai vợ chồng. Vợ cũng phải hiểu cái sức khỏe của chồng mình nó như thế nào. Thế và tôi nghĩ rằng trong cuộc sống thì có gồm rất rất nhiều những cái khác nữa, chứ không phải chỉ có cái chuyện là quan hệ tình dục. Nhưng nếu như thực sự là anh cảm thấy không hài lòng về cái chất lượng quan hệ tình dục của mình, hoặc tự bản thân anh cũng cảm thấy nó có những cái vấn đề liên quan tới chất lượng quan hệ tình dục, ví dụ như là nó xuất tinh sớm này, hay là rối loạn cương dương chẳng hạn, hay là cái hoạt động của cơ quan sinh dục nó không được như mình mong muốn, thì anh có thể đi kiểm tra về cái hoạt động của cơ quan sinh dục của anh được. Anh ở Phú Thọ cũng tiện mà, anh có thể xuống Hà Nội đi, anh có thể đến ở dưới này bây giờ có rất nhiều các cái bệnh viện có khoa nam học. Ví dụ như anh có thể đến bệnh viện Việt Đức này, anh có thể đến bệnh viện 103 này, anh có thể đến bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn. Dựa trên cái kết quả thăm khám thì các bác sĩ sẽ tư vấn cho anh được kỹ hơn nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho anh sẽ có một sức khỏe thật là tốt. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Bắc Giang. Alo. Dạ, alo ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Dạ, em muốn hỏi về cái sức khỏe sinh sản nam ạ. Vâng, bạn có thể trình bày câu hỏi cụ thể một chút đi. Dạ, em làm cái tinh dịch đồ ấy chị ạ. Vâng. Thì cái mật độ đặc điểm di động là trước rửa cái mật độ bình thường chỉ là 53 triệu trên ml ạ. Tỷ lệ sóng là 70%, trong đó cái tiến tới nhanh là 20, chậm là 25, không tiến tới là 25 và không di động là 30 ạ. Và tỷ lệ bình thường là 20% ạ. Vâng. Và bây giờ điều bạn băn khoăn và muốn hỏi chương trình là gì ạ? Thì em muốn hỏi là như thế này là có thấp quá không ạ? Và có chữa trị được không và chữa trị ở đâu ạ? Vâng, câu hỏi của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Ừ, chị chào em. Em chào chị ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi em? Rồi, em 24 ạ. Tại sao lại đi làm xét nghiệm tinh dịch đồ vậy? Em muốn đi kiểm tra thôi chị ạ. À, thế hả? Chứ không phải là mình có bạn gái hay là có vợ xong rồi là mãi chưa thấy có con mới đi làm xét nghiệm đúng không? Đúng ạ. Em làm ở đâu vậy? Em làm ở phòng khám đa khoa ở Hà Nội ạ. Phòng khám đa khoa? Thế bác sĩ sau khi nhìn cái kết quả xét nghiệm thì nói gì em?
nói thì tiến tới nhanh và cái tỷ lệ bình thường của em là thấp, thấp hơn mức quy định. Ừ. Với là cái bạch cầu là nó lại không không được như cái mức quy định chẳng. Ừ. Xong rồi bác sĩ có bảo em điều trị không? Thật ra lúc em chỉ kiểm tra thôi chứ em lại chưa điều trị luôn lúc đấy ạ. Ừ, đúng rồi. Có bạn gái chưa? Dạ em có rồi. Ừ, thế có sắp tiến tới hôn nhân chưa? Chắc một thời gian 1-2 năm thôi chứ ạ. Ừ. Chị thì chị nghĩ là em không phải lo lắng gì về cái kết quả xét nghiệm này của em cả. Thứ nhất là sống 70% thế là mừng rồi nha. Có những người người ta cái tỷ lệ mà tinh dịch nó sống, bởi cái này nó cũng rất là quan trọng. Thế và thực ra để đánh giá về chất lượng của tinh dịch nó còn phải nhiều yếu tố khác nữa cơ. Tức là kể cả trong cái kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ nó gồm những yếu tố khác, ví dụ như là có bình thường không này, hay là cái tỷ lệ biến dạng nó là bao nhiêu. Đấy, em tiến tới nhanh là 20%, còn tiến tới chậm rồi độ di động vân vân, độ pH, rất nhiều những cái yếu tố khác nữa. Nhưng mà chị ở đây chị nghe thấy có cái tỷ lệ sống 70% và có tiến tới nhanh 20%. Cho dù tiến tới nhanh thì nó hơi thấp hơn một chút, nhưng ở em bây giờ thì lại không đáng lo ngại lắm. Thì cái đặc điểm hình thái của nó mà cái tỷ lệ bình thường chỉ 20% thôi, mà mức quy định của nó là phải lớn hơn 30% ấy. Ừ, mình 10%, thứ nhất là mình làm ở một cái phòng khám mà nó không, nó chưa phải là chuyên khoa ấy. Đấy, cái thứ hai nữa là nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Cho nên là cũng cứ như thế này cũng đã là tốt rồi mà nhá. Đừng quá lo lắng gì cả. Đừng có căng thẳng quá mà rồi cuối cùng nó lại giảm đi thì nó còn mệt nữa. Chứ bây giờ thể tích là 2,5 ml thì như thế có ít quá không ạ? À, tất cả những cái mà nó liên quan tới cái chất lượng và số lượng tinh trùng của em như thế này này, hiện nay ý, thì nó chỉ có một số những yếu tố là nó rất danh một chút thôi, nhưng nó chưa thể hiện gì về cái việc là ảnh hưởng đến cái việc khả năng có thai tự nhiên của em, vì nó còn phải phụ thuộc vào trứng của bạn gái nữa. Các chỉ số như của em hiện nay em có thể yên tâm được rồi. Và chị nghĩ là chưa cần phải điều trị gì với một cái thể trạng 24 tuổi như em. Nhưng có điều mình phải chú ý. Mình chú ý những vấn đề gì để làm cho cái tỷ lệ này nó đừng có yếu đi nữa. Nó đừng có giảm đi nữa là được. Hiện tại em chưa cần phải điều trị gì nhá. Thứ nhất là chị nói là đầu tiên phải là yếu tố về sức khỏe. Xem kiểm tra lại toàn bộ những cái yếu tố liên quan đến lối sống của mình. Ví dụ chế độ dinh dưỡng của mình, chế độ luyện tập của mình, chế độ làm việc của mình, chế độ vệ sinh, chăm sóc, bảo vệ cơ quan sinh dục của mình. Mở ngoặc nếu có quan hệ tình dục thì phải kiểm tra cả cái việc là phòng các bệnh lây truyền qua đường tình dục như thế nào, vân vân. Tức là ý chị muốn nói ở đây là hiện tại mình chưa cần phải điều trị gì với một cái kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ như thế này. Tại vì cái lúc em đi kiểm tra thì bác sĩ bảo là những cái thấp này có thể liên quan đến một cái viêm nhiễm gì đấy và nó sẽ rất khó để mình tự nhiên mình có thể có thai được nhỉ? Yên tâm, bác sĩ sẽ còn nói nhiều cái khác để cho em phải điều trị nữa. Em chưa phải làm gì hết nhá. Thay đổi lại. Em muốn điều trị ở chỗ nào là đáng tin cậy nhất chị? Vào các bệnh viện công lập có khoa nam học và hiếm muộn. Quan trọng là em thay đổi lại lối sống của mình. Tức là hiện nay nếu em làm một cái nghề gì đấy mà phải ngồi quá lâu đấy, mà em sử dụng quần áo quá bó hoặc là quá chật, nó sẽ tăng cái nhiệt độ của cái vùng cơ quan sinh dục của em lên nhá. Thì đấy có thể sẽ là một cái yếu tố mà nó tác động tới tinh hoàn của em và nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái chất lượng tinh trùng. Ý chị muốn nói với em bây giờ đây là em đừng quá lo lắng về cái chuyện đấy, về cái chuyện chất lượng quan hệ tình dục của em bây giờ cũng như là cái xét nghiệm tinh dịch đồ này, mà phải xem xét lại cái lối sống của mình, các yếu tố có thể ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình nhá. Xong rồi cứ lấy vợ đi rồi mọi chuyện nó sẽ bình thường mà nhá. Vâng, bạn yên tâm rồi chứ ạ? Vâng, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của chị Hoàng Thúy Hải. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh.
Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Bắc Ninh. Dạ, vâng. Vâng, tôi nghe đây ạ. Câu hỏi của chị là gì đấy ạ? Em hỏi rằng là có phải là con gái em mới dậy thì lần đầu tiên em thấy bạn em bảo là phải tiêm đúng mũi chống phòng ung thư cổ tử cung không phải anh chị? Vâng, thắc mắc của chị sẽ được gửi tới bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Xin mời bác sĩ ạ. Vâng. Tôi chào bạn. Vâng ạ. Bạn đang ở Bắc Ninh à? Vâng ạ. Con gái thì bắt đầu bước vào tuổi dậy thì đúng không? Vâng, mới 12 tuổi. Mới 12 tuổi hả? Thế con học lớp mấy rồi? Năm nay lên lớp 6 ạ. À, năm nay lên lớp 6. Ừ, thế thì con cũng bước vào tuổi dậy thì nó cũng tầm tuổi thôi. Dạ, cũng không phải là sớm quá, nhưng không lo lắm. Vâng. Thực ra cái vaccine phòng ung thư cổ tử cung ấy thì những cái thông tin là bạn biết nó cũng tương đối là chính xác đấy. Không, tức là chúng tôi thì thường khuyến cáo là tiêm bắt đầu từ khi trẻ khoảng vào dậy thì cho đến ngoài 20. Tốt nhất là tiêm mà khi chưa có quan hệ tình dục lần nào thì là tốt nhất. Bởi vì bản chất của cái vaccine phòng ung thư cổ tử cung ấy, nó là cái vaccine mà khi mình tiêm vào người thì mình có thể sinh ra cái kháng thể để chống lại một số các cái con virus. Mà trong đấy có cái con virus nó hay gây ra cái ung thư cổ tử cung. Chứ nó bản thân nó không phải là vaccine phòng ung thư cổ tử cung nhá. Đấy, mình hiểu là như vậy. Thế à, chính vì thế mà nếu có điều kiện thì bạn có thể tiêm cho con cũng được. Tiêm, nếu tiêm thì mình đến cơ sở y tế an toàn tiêm hay tiêm cho bệnh viện à? Nếu tiêm thì tốt nhất là bạn đến trung tâm y tế dự phòng của tỉnh Bắc Ninh. Vâng, vâng. Ở đấy người ta có một cái trung tâm chuyên tiêm các loại vaccine dịch vụ. Thì bạn hỏi bác sĩ, người ta sẽ phải khám cho con rồi người ta sẽ tư vấn cho bạn kỹ hơn. Là, như bọn em giờ có lên tiêm không? Bọn em ngoài 30 có lên tiêm được không? Chúng tôi thì thường hay khuyến cáo tiêm cho những cái bạn mà chưa có quan hệ tình dục lần nào ấy. Vâng, tốt hơn. Chứ còn bạn thì cũng có thể tiêm được. Nhưng tất nhiên tác dụng thì nó không thể như là những cái bạn mà nó còn trẻ. Vâng, nếu cho em hỏi một câu nữa là em uống thuốc tránh thai ấy, hàng tháng hoặc ra, nhưng mà nó chẳng như là tháng nào cũng tụt xuống mấy ngày á. Tháng này thì lượng thấy mùng 2 này, không tháng sau lại xuống tận hai mấy, mỗi tuần mỗi tháng xuống lại 4 ngày ấy chị. Không sao cả. Bạn uống thuốc tránh thai là cái vỉ đó nó là vỉ 21 viên hay vỉ 28 viên? Vỉ đấy em cũng chẳng biết, vỉ 20 viên chứ. Cứ khi nào mà bạn, nếu bạn áp dụng biện pháp tránh thai bằng thuốc thì khi nào bạn ngừng thuốc ý, một vài ngày thì bạn sẽ có hành kinh thôi. Cái vòng kinh đấy là vòng kinh do thuốc, không phải ngừng gì. Em thấy lại thấy nhiều bình thường, ở đâu không uống thuốc là nó vậy, thấy ngắn đi ấy. Ừ. Nhanh hơn độ 4 ngày chẳng hạn thế. Đấy là do cái vòng kinh của bạn đang là do thuốc, không có vấn đề gì. Nhá, vâng, bạn cứ áp dụng biện pháp tránh thai đấy đi. Ừ. Vâng, em cảm ơn. Ừ, chào bạn. Vâng, xin được cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Alo. Dạ vâng ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì ạ? Dạ, vì em cũng mới chia tay người yêu khoảng độ 2 tháng ạ. Vâng. Thời gian đầu thì chia tay nhưng mà em níu kéo, nhưng mà em vẫn cảm nhận là cô đấy có tình cảm. Nhưng mà chỉ sau cái hôm cuối cùng gặp mặt ạ, thì cô đấy đi du lịch rồi thì công khai ảnh phây với người yêu mới đấy, thì em cảm thấy sốc. Em muốn là chương trình tư vấn cho em là cái phản ứng của cô ấy là như thế nào, và em có nên tiếp tục chờ đợi và trao đổi nữa không ạ? Vâng, vấn đề của bạn thì chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Dạ vâng ạ. Chị chào em. Dạ vâng ạ. Mới chia tay người yêu à? Dạ vâng, em mới chia tay được khoảng 2 tháng ạ. Em cũng vượt qua được cái giai đoạn khó khăn rồi. Rồi, thế hai đứa thế nào mà lại chia tay nhau? Tại vì em thì em với cả cô đấy thì làm cùng công ty ạ. Thì em muốn nghỉ về để em lo cái hướng đi của em riêng á. Nhưng mà mới nghỉ được mấy ngày, xong cô đấy đến ngày con gái đau bụng rồi mệt mỏi. Nhóng nhẹo thì muốn em xuống để đưa đi làm, nhưng mà lúc đấy em lại ở quê. Là em nói mấy câu gọi là em tự ái, là em bảo là em ở xa, em nghèo, mấy em không đủ điều kiện nhà đầu thế ơi này kia ấy, để chăm sóc nuôi đón. Thì cô đấy giận, cô đấy chia tay. Với cả em cũng nghĩ là chắc là do là cũng có người mới tác động vào nữa nên cô đấy dứt khoát như vậy. Còn những lần trước ấy thì chỉ là chia tay giận dỗi thôi, chứ không phải là dứt khoát như bây giờ. Có nghĩa là cũng đã mấy lần rồi à? Cũng nhiều lắm ạ. Thì cô đấy tính cũng trẻ con đó. Em thì em không hiểu. Thế yêu nhau lâu chưa cơ? Yêu nhau cũng được
hơn năm rưỡi ạ. Yêu nhau 1 năm rưỡi nhưng mà cũng đã nhiều. Chị nghĩ nhiều tức là phải hơn 3 đúng không? Cứ khoảng độ tháng đến tháng như vậy giận dỗi chia tay lần đấy, kiểu thế. Ồ. Xong rồi lại làm lành. Đúng không? Và những lúc ấy em đều nghĩ là à đây là tại vì cô ấy trẻ con đúng không? Không ạ, tức là em thì cứ mỗi lần như thế thì em lại biết là mình sai ở đâu thì em sửa ngay ở đấy thì sau đó thì cũng níu kéo rồi cũng quan tâm cô đấy nhiều hơn thì cô đấy thì lúc đấy thì vẫn còn tình cảm, đi hai cũng không bị tác động gì với cô ấy quay lại. Bây giờ thì em nghĩ là chắc là do cái hành động em nghỉ việc với cái cả có người mới ấy. Em nghỉ việc thì cô ấy bảo là em không có chí tiến thủ hay này kia rồi thì lại có người mới nữa, là cô ấy cái người mới đấy thì tốt hơn em rất là nhiều. Thì em thì em mới chuyển nghề mà em vì cô đấy thì em mới chuyển nghề để sao hai đứa lại làm cùng công ty với nhau rồi. À, tức là trước kia em không làm cùng nhưng mà vì yêu nên em đến em làm cùng với cô đấy. À, tức là trước thì em học sư phạm ạ, nhưng mà em kiểu là không xin được việc ấy. Thì cô này cô ấy động viên và thuê trong nghề đi. Thì hai đứa thì cũng cùng gọi là cùng trưởng thành trong nghề với nhau. Em thì em cố gắng nhiều lắm, em mặc dù em trái ngành nhưng mà em cũng phát triển hơn được cô đấy, cũng đỡ lại rất nhiều. Thực ra thì ở đây nó có rất nhiều cái đan xen vào với nhau, cho nên là có lẽ em sẽ phải rất là tĩnh trí để mà tách ra từng cái việc thì xem xét nó mới có thể kỹ lưỡng được nhá. Thứ nhất đó là trong một cái quãng thời gian yêu nhau khoảng hơn 1 năm thôi, 1 năm rưỡi thôi đúng không, thì cũng đã rất là nhiều lần giận dỗi này, xong rồi nói chia tay này đúng không nào. Thì như thế nó cũng hé lộ một cái điều mà một cái tình yêu của các em ấy nó rất là nó hơi mong manh một chút ấy, phải không nhỉ? Nó rất dễ bị gọi là không tiến triển được theo một cái gì đó mà ngày một bền chặt hơn đúng không? Đấy, những cái dấu hiệu cho một cái tình yêu bền chặt, sự chấp nhận nhau này, sự hiểu này, thông cảm cho nhau ấy, thì chị không thấy nó có nhiều ở đây. Mà có vẻ như bản thân em ấy thì lại thường xuyên nhận thấy là gì, là hình như mình lại cứ có lỗi, phải không? Đã. Em sẽ phải xem xét kỹ ở trong trường hợp này xem là có thật sự là lúc nào mình cũng là người có lỗi không nhá. Nếu không ý, thì em sẽ lại luôn luôn là phải chạy theo và phải làm tất cả những cái điều mà như người yêu của em muốn, thì sẽ đến một lúc em cũng sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi. Em hình dung không? Đấy là điều thứ nhất. Tách riêng để xem ý. Rồi sau đó thì mới lại xem là thật sự có phải là có vấn đề, có một người con trai khác ở đây hay không nhá. Chứ còn nếu không ý, thì một lúc nó cứ đan xen việc nọ việc kia. Ví dụ như là em nói là có thể vì em, rồi sau đó em nói là có thể vì có người mới, nên em không định hình được, không rành rõ được là chuyện hai người có hợp nhau hay không, hay là vì tác động của một cái người tiếp theo, người thứ ba. Em hình dung không nào? Dạ vâng. Nhá. Thế thì chị thấy như này. Trước hết thì yêu nhau là không ai muốn nó bị tan vỡ cả. Ai cũng mong muốn là nó thuận buồm xuôi gió và nó tốt đẹp cho đến tận về sau. Thế nhưng mà cả một quá trình tìm hiểu ấy cũng chính là quá trình để mà mình biết xem là mình có thật sự hợp nhau hay không, em nhé. Vâng ạ. Thế và ở đây thì nó cũng lại có thêm một cái nữa là khi em nói là em nghèo này, rồi là em không có điều kiện để chăm sóc ý, thì hàm một ý là không bằng cái người con trai kia ấy mà nhá. Thì điều đó chị lại phải nói ngay với em rằng nếu một tình yêu đích thực thì nó không phải là chuyện như vậy. Mà cái điều quan trọng là người con gái ấy đánh giá được ở em những cái phẩm chất tốt của em như thế nào, chí tiến thủ của em ra làm sao, cái đấy mới quan trọng, chứ không phải là những cái sự chiều chuộng một cái lúc nhất thời nào đó. Chị nói với em như thế nhá, phải sáng suốt để xem xét cái mối quan hệ của mình. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Nguyễn Thị Mùi. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Gia Lai. Alo. Chị. Alo. Vâng, chào chị.
Vâng, chào anh có thể trình bày câu hỏi của mình. À, chị ơi, cho em hỏi này. 1 tuổi chị ạ. Vâng. Mà tại sao này, em dân tộc mà em chẳng lấy được vợ? Năm nay là anh 51 tuổi và... Vâng, đúng rồi. Và cho đến nay thì vẫn chưa lấy được vợ đúng không ạ? Và không hiểu vì sao đúng không? Vâng. Thế nên là em cũng có một người bạn gái á. Vâng. Chứ cái nào cùng trường phổ thông trung học nội trú á. Em cũng vẫn chưa em trình bày rồi. Vâng. Bây giờ thì anh có thể nói chuyện với chị Nguyễn Thị Mùi để có thể là chị có những cái chia sẻ cũng như có những cái lời khuyên cho anh nhé. Em là chị. Chào anh. Dạ, em chào chị. Mình đã nghe cái câu chuyện của anh rồi. Tức là 51 tuổi nhưng mà chưa có vợ. Thế nhưng mà có bạn gái đúng không? Không, cái tên này là chị ạ. Tức là ngày xưa bọn em học cùng với nhau ở trường dân tộc nội trú đấy. Ừ, rồi. Tức là học ở trường phổ thông dân tộc nội trú này. Thì, đã... Sau này là mỗi đứa một trường. Rồi. Một đứa thì học an ninh, một đứa thì bộ đội. Rồi. Mà, thế nên là cái bạn là gái em thì nó là bên an ninh. Ừ. Thế xong một thời gian thì bạn em thì nó lấy chồng chị ạ. Rồi, ừ. Mà xong rồi đến lúc nó có đứa con. Rồi. Thì lúc mà hai vợ chồng không biết là sao thì hai vợ chồng bên An Ninh ấy thì không biết là sao thì hai vợ chồng hình như là cái dân tộc của em nó khác vậy ạ. Ừ, em cứ nói đi. Thì dân tộc của em thì nó bảo là thì không biết là chúng nó hiểu nhau sao thì em không biết. Ừ. Thế đến lúc nó có đứa con gái rồi thì nó bỏ nhau chị. Rồi. Ừ. Cái bạn em cũng cà phê ấy, thì nó cũng nhiều lúc nó cũng hiểu nó nói bảo em có một đời chồng rồi, ngày xưa anh em mình nó khác. Bây giờ em thấy nó khó xử. Em mà chẳng có gì khó xử cả. Phải không? Đúng rồi, vì bây giờ là cô ấy tự do rồi đúng không? Vâng, thì con vợ em là bên An Ninh thì nó con bạn em ấy. Em hỏi nó bảo là thì có gì khó xử đâu. Bởi nhưng mà em này có một đứa con rồi. Con của em là như con của anh thôi, không vấn đề gì hết. Nếu mà mình yêu thương cháu thì nó cũng như con mình thôi, đúng không? Vâng. Nhưng mà mình nghĩ là cháu khai liên quan chị. Tức là bây giờ bạn cảm thấy khó khăn trong cái việc thuyết phục cô đấy, đúng không? Vâng. Mình nghĩ là như thế này, có thể là bản thân cái cô bạn của anh ấy là đã có một cái cuộc hôn nhân rồi. Và cái cuộc hôn nhân đấy nó không được tốt đẹp đến mức mà người ta đã phải chia tay nhau, đúng không? Thế chính vì là một cuộc hôn nhân đã đổ vỡ như thế, cho nên là người phụ nữ nói chung là bọn em thì nói chung không có sai phạm gì cả. Không, để mình nói với anh thế này. Ở đây không nói chuyện sai phạm gì hết, bởi vì trên thực tế là cô đấy đã ở tình trạng tự do rồi, bởi vì đã ly hôn rồi, có đúng không? Nhưng mà thuyết phục cô đấy khó là bởi vì có thể cô ấy vẫn còn nhớ lại những cái tình cảm cũ, thậm chí bây giờ cô ấy có tình cảm với anh. Nhưng mà dư âm của một cái cuộc hôn nhân nó không được tốt đẹp ý. Nó làm cho cô ấy cảm thấy bị ngại ngần, đúng không? Cô ấy không biết là, đấy, bây giờ nếu mà mình lại bước vào một cuộc hôn nhân mới, liệu nó có được tốt đẹp hay không? Rất nhiều người phụ nữ, mà có cả nam giới nữa cơ. Tức là đã thất bại một lần thì thường là có một cái e ngại. Chị ơi, tức là nghĩ là ông đó thì ông nghĩ là cái đứa con là con của em cơ. Mà em chưa chứng minh được, bảo đây chứng minh được thì nó rõ ràng đi, tự nhiên thì cứ để đưa vào cái vòng luẩn quẩn như vậy. Tức là có một chuyện ở đây là cái đứa con đấy không biết có phải là con của em hay không. Vâng. Có nghĩa là ngày xưa khi hai em ở trường phổ thông dân tộc nội trú đã yêu nhau đến một cái mức rất là sâu sắc rồi, đúng không? Vâng. Đã qua lại với nhau rồi. Thế thì như thế này, chị thì chị nghĩ là ở đây nó phải rạch ròi hai việc ra nhá. Việc thứ nhất là đứa con đấy có phải của em hay không. Cái đứa con đấy nếu như mà có những trường hợp khi mà người ta lấy chồng đó không phải là con của người chồng, nhưng mà người chồng người ta vẫn yêu quý thì người ta cũng không có đặt vấn đề là đi tìm bố đứa trẻ làm cái gì, đúng không? Thế nhưng trong trường hợp này thì đôi vợ chồng ấy lại chia tay nhau rồi. Khi mà có một cái gọi là băn khoăn là cháu nó có phải là con của em hay không thì nó sẽ phải được dựa trên một cái cơ sở, đó là hai em đã phải có quan hệ tình dục, có đúng không nào? Chứ nếu mà chưa hề có quan hệ gì thì không thể đặt ra vấn đề đấy được, đúng không nào? Thế thì nếu đã có quan hệ thì chuyện đấy là có thể xảy ra. Không cần phải nhiều lần, đúng không? Có thể chỉ cần một lần duy nhất. Như thế này mới khổ vậy.
Vâng, bây giờ em nói chị là bọn em thì mới đi học một trường. Dạ. Em thì học bên Kiểm Lâm, nó thì học bên An Ninh, mà em bây giờ nó cứ về chồng nó về, bây giờ mẹ nó khổ quá nhỉ. Không, bây giờ phải nói như này. Đến bây giờ nhá, nếu như em có tình cảm với cô này và cô đương ở trong tình trạng tự do, và thật sự em muốn bù đắp, muốn có muốn xây dựng gia đình. Con bé là nói chị này, con bé là nó 10 tuổi rồi mà em cũng chẳng biết được. Em bảo ừ thì bây giờ vào là con của em thì em nhận em nuôi. Thế nhưng mà nó đưa vào cái cơ quan em thì nó nói em nọ nói kia, bảo là ừ cái này là hai bên rồi, rõ ràng hai bên ngành cũng rồi rồi. Thế thì chị em phải bây giờ em có nói cái lý người dân tộc thì chị biết rồi. Em giờ em bó tay. À thế này nhá, nếu nói về cái lý của người dân tộc thì mà chị lại phải lưu ý với em là em đã hãy nhờ những người mà có uy tín trong cái cộng đồng dân tộc đấy nhá. Bởi vì thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Bởi vì có thể những vấn đề về luật pháp hay các thứ là người ta cũng phải tuân theo, nhưng mà để thật sự gọi là tâm phục khẩu phục ấy, em hình dung không, thì nó lại tuân theo những cái luật lệ hoặc là những cái cách giải thích hoặc là những cái cách bỏ qua mà do chính cộng đồng người mà cô đấy là thành viên, em hình dung nào. Và nếu mà có một cái người có tiếng nói, có uy tín của cộng đồng giúp em thì bây giờ là em mới có thể xử lý cái vấn đề này nó tốt được. Em nói chị này, trong đó thì nó đúng là nói chung là trong học làng, già làng cũng phân tích rồi. Nhưng cái bên này thì nó lại nói bảo là ừ, ai biết được, nó nói vậy thì mình cũng chịu. Vì bên nó có quyền cao hơn mình. Vì vậy nhá, chị nói với em là ở đây nó có những cái căn cứ về mặt khoa học. Căn cứ về mặt khoa học thì hiện nay người ta theo chị biết là người ta sẽ thử ADN, đúng không? Để xác lập xem đứa trẻ đấy có phải là con con của em hay không. Và thứ hai nữa là ứng xử với cái việc đứa trẻ là con của em tiếp theo nó sẽ như thế nào, thì mỗi cộng đồng dân tộc sẽ có thể có những cái mà phán xét rồi là đưa ra những cái quyết định nó khác nhau. Vì thế cho nên là em nên lắng nghe cái ý kiến của cái người có uy tín ở trong cộng đồng. Tất nhiên là nó không thể là đi ngược lại với pháp luật, mà nó chỉ là sự cụ thể hóa của pháp luật về mặt hôn nhân thôi. Em hình dung không? Nhá. Từ những lời chia sẻ của chị Mùi thì hy vọng rằng anh sẽ tìm được cái cơ quan có thể trợ giúp cho mình để giải quyết cái việc của mình anh nhá. Cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của chị Nguyễn Thị Mùi.